Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Trong lòng của Y Tiểu Âm có chút khó chịu không giải thích được, mười mấy năm trước, nàng thật ra sống cũng không tệ, vốn dĩ nàng không có một chút hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ, nhưng sau khi trải qua chuyện ấy với Hạ Thiên, nàng càng mất lòng tin với phương diện kia, chuyên tâm làm một bác sĩ. Lúc trước, mọi chuyện rất ổn, Hạ Thiên thậm chí cũng không làm phiền nàng, nàng đương nhiên biết nguyên nhân, nàng không cho hắn chạm vào người nàng, nhưng mỹ nữ bên cạnh hắn như mây, đương nhiên không thích ở bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn khác rồi, những nữ nhân bên cạnh hắn đều chạy hết rồi. Thật ra khi vừa mới nhận được tin tức đó, nàng có chút hả hê trong lòng, nàng thậm chí còn nghĩ, những nữ nhân kia có phải là chịu không nổi hắn, nên mới lén lút bỏ chạy hết. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, quả nhiên không thể hả hê được, vì hả hê sớm sẽ gặp báo ứng, tên khốn nạn này bây giờ cứ dính lấy nàng. Và lại, càng làm cho Y Tiểu Âm bất lực, Hạ Thiên nói quả không sai. Đối với bọn họ mà nói mười mấy năm không có gì là dài, điều đó đồng nghĩa với việc, trong tương lai rất xa, nàng buộc phải đối mặt với cái tên phiền phức này. Trừ khi, những nữ nhân của Hạ Thiên quay về bên cạnh hắn, nếu không, những ngày tháng hạnh phúc như mười mấy năm trước của nàng, sợ là một đi không trở lại. Ngươi vẫn chưa tìm ra phương pháp tu luyện nghịch thiên đệ bát châm à? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, mở miệng nói. Đúng vậy, vợ y, nàng giúp ta tìm ra phương pháp rồi sao? Hạ Thiên nói, không, Y Tiểu Âm trả lời, mặc dù những ngày này, ta có nghiên cứu qua nghịch thiên đệ bát châm, nhưng châm pháp này cũng không đặc biệt phức tạp, mấu chốt nằm ở người dùng châm, nhưng làm sao để thi triển ra nghịch thiên đệ bát châm, trong châm pháp đó cũng không nói rõ. Không có gì, vợ y, nàng cứ từ từ nghiên cứu, ta không vội. Hạ Thiên mở miệng nói, ngươi không vội, Y Tiểu Âm không nhịn được, không lẽ ngươi không vội tìm được Nguyệt Thanh Nhã các nàng ấy sao? Vợ y, không cần gấp, nói không chừng qua một thời gian nữa, bọn họ sẽ quay về thôi. Hạ Thiên cười hi hi nói, dù gì bọn họ cũng chỉ ra ngoài chơi, lại không có nguy hiểm gì, nàng xem ta đợi nàng mười mấy năm cũng không vội mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện tại, Y Tiểu Âm không còn lời nào để nói, tên khốn nạn này dường như thật sự rất có kiên nhẫn. Nhưng vấn đề là, lý do mà hắn có kiên nhẫn. Thật ra vì bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, giống như bây giờ, hắn không vội tìm mấy người Nguyệt Thanh Nhã, hắn sẽ đến quấy rầy nàng. Thật ra Y Tiểu Âm đã gọi điện thoại cho Lam Y Nhân, kích động đến nỗi mắng Lam Y Nhân một lúc, nữ nhân kia ở thành phố Quế thích tranh giành với cô, bây giờ thế nào lại không đến giành nam nhân, lôi tên khốn kiếp này đi. Ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên, Y Tiểu Âm ngạc nhiên, nhưng hiện tại, nàng vừa về đến vọng cảng, đang đứng ở bãi đậu xe. Y Tiểu Âm lên xe trước, sau đó mới lấy điện thoại ra, nghe cuộc gọi, ta là Y Tiểu Âm. Cái gì, ta hiểu rồi. Y Tiểu Âm tắt điện thoại, sắc mặt của nàng có chút không ổn. Vợ y, cơ thể nàng không khỏe à? Lúc này, Hạ Thiên đã mở cửa xe, ngồi vào, sau đó mở miệng hỏi. Xem ra, vừa rồi Hạ Thiên không có nghe trộm nội dung cuộc gọi của Y Tiểu Âm. Nghiên Nhi chết rồi, Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, từ tốn nói. Minh tinh đó sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, chết rồi. Ai giết nàng ấy sao? Không đợi Y Tiểu Âm nói, Hạ Thiên lại tự mình nói, không lẽ việc nàng ấy theo người khác bị tên nhóc Hà Thiên Hào phát hiện rồi? Dựa theo Hà Thiên Hào nói, là ta trị liệu không đúng, hại chết nàng ấy. Giọng của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, vào nửa tiếng trước, Hà Thiên Hào đã mở cuộc họp, cho là vì phương pháp điều trị của ta làm chết Nghiên Nhi, và lại, bây giờ Hà Thiên Hào đã báo cảnh sát rồi. Phía bên cảnh sát cũng đã đến bệnh viện đợi ta rồi. Vợ y, nàng không cần sợ, cảnh sát không dám bắt nàng đâu. Hạ Thiên không quá để ý đối với chuyện đó. Chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, ta mất thời gian mấy năm để xây dựng danh tiếng của Y Nhân Các, ta phải giải quyết vấn đề này bằng cách mà mọi người có thể chấp nhận được, nếu không, danh tiếng của Y Nhân Các có thể bị hủy mất. Như vậy, vậy được rồi. Hạ Thiên chớp mắt, vợ y, vậy ta không đến bệnh viện với nàng nữa. Để lại câu nói này, Hạ Thiên biến mất từ trong xe. Y Tiểu Âm không tự chủ cau mày, tại sao hắn lại đột nhiên nghe lời như vậy? Không đúng, hắn nhất định ra ngoài làm gì đó rồi, hắn chưa bao giờ nghe lời như vậy. Điều đó làm cho Y Tiểu Âm có chút vội, không nghĩ nhiều nữa, khởi động xe, chạy đến bệnh viện. Lúc Y Tiểu Âm về đến bệnh viện Y Nhân Các, đã là 3 giờ chiều rồi, nàng quay lại văn phòng của viện trưởng.
thực sự đã có cảnh sát đang đợi, chỉ là, cảnh sát dường như còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Y tiểu thư, bọn ta là cảnh sát hình sự thành phố Huệ, có một vụ án, cần ngươi phối hợp điều tra. Lúc đó, bốn người cùng đứng lên, nhưng những người đó lại không phải cảnh sát địa phương của thành phố Huệ. Trong phòng làm việc của Y Tiểu Âm, tổng cộng có 6 cảnh sát, 4 nam 2 nữ, thậm chí 3 nam 1 nữ trong số đó vừa mới đứng dậy, mà Y Tiểu Âm vừa nghe thấy ba chữ thành phố Huệ đã cảm thấy tình hình không ổn lắm, vì hòn đảo nàng vừa tới, thực ra thuộc quản lý của thành phố Huệ. Mà nàng rời khỏi đó còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát của thành phố Huệ đã tìm tới rồi, điều đó khiến nàng cảm thấy, rất có thể vì những chuyện kia. Y tiểu thư, chúng ta là cảnh sát thuộc tổ trọng án của đồn cảnh sát thành phố Vọng Cảng, chúng ta cũng có một vụ án cần cô phối hợp điều tra một chút. Lúc này, một cảnh sát khác cũng đứng lên, mà người vừa mở miệng nói là một nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát kia im lặng một chút, lại bổ sung, chúng ta đến đây trước, cho nên mời y tiểu thư trước tiên theo chúng ta đến tổ trọng án một chuyến. Trước tiên ta có thể hỏi một chút, đã có vụ án gì xảy ra sao? Y tiểu âm tỏ ra rất bình tĩnh. Nàng sớm đã gặp qua sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà hoảng sợ, điều thật sự khiến nàng lo lắng cũng chỉ có Hạ Thiên. Y tiểu thư, chúng ta đang điều tra nguyên nhân cái chết của một trong những bệnh nhân của cô, ta nghĩ chắc cô đã nghe nói rồi, chính là vị đại minh tinh Nghiên Nhi kia, bạn trai của Nghiên Nhi kiện cô điều trị không ổn, nhưng rủi ro trong lúc chữa bệnh thực ra cũng không thuộc phạm vi điều tra của chúng ta. Chúng ta chỉ muốn xác nhận trong chuyện này có xảy ra tình tiết gì của vụ án hay không, cho nên chúng ta hy vọng y tiểu thư có thể cung cấp cho chúng ta một bản ghi chép đầy đủ. Giọng của nữ cảnh sát vẫn rất lịch sự, điều đó thực ra cũng bình thường, tuy người chết là Nghiên Nhi không phải người bình thường, nhưng nếu xét đến thân phận, y tiểu âm còn cao quý hơn. Quả thật, ta có nghe nói đến chuyện kia, ta sẽ đến đồn cảnh sát với các ngươi. Y tiểu âm gật đầu, nàng cũng muốn biết rõ chuyện này. Cái chết của Nghiên Nhi quả thật có chút kỳ lạ. Mà vốn dĩ nàng không muốn nghi ngờ Hà Thiên Hào, nhưng sau khi Hà Thiên Hào trực tiếp buộc tội nàng, nàng lại bắt đầu cảm thấy chuyện kia quá bất thường, có lẽ trong chuyện này thật sự có vấn đề gì đó. Y tiểu thư, hôm nay có phải ngươi đã đến một nơi gọi là đảo Hải Duyệt hay không? Người hỏi lần này là một nam cảnh sát trung niên của thành phố Huệ. Ta mới trở về từ một hòn đảo, nhưng ta cũng không biết tên của hòn đảo đó là gì. Y tiểu âm trả lời. Mà đồng thời nàng đã xác định, quả nhiên có chuyện xảy ra trên đảo. Y tiểu thư, vậy để ta nói thẳng, có một vụ án giết người đã xảy ra trên đảo, ba người tử vong, một trong số đó có Mạc An Luân, con trai của Mạc Bất Quý tiên sinh, người giàu nhất Vọng Cảng, mà theo lời của vị hôn thê ba lê của Mạc An Luân, là do y tiểu thư ngươi mưu sát Mạc An Luân, vì vụ án xảy ra trong phạm vi quản lý của thành phố Huệ chúng ta, cho nên vụ án sẽ do chúng ta phụ trách điều tra. Cảnh sát trung niên nhìn y tiểu âm, tóm lại, chúng ta cần y tiểu thư theo chúng ta đến thành phố Huệ một chuyến. Mạc An Luân đã chết rồi sao? Trong lòng của y tiểu âm có chút lo lắng, tên khốn đó trực tiếp đánh chết người rồi sao? Nhưng điều này không đúng, vì sao ba lê lại nói nàng mưu sát người ta chứ? Theo lẽ thường mà nói, ba lê không phải nên nói Hạ Thiên giết người sao? Cho dù ba lê không biết tên của Hạ Thiên, cũng sẽ nói đó là bạn trai của y tiểu âm nàng. Mà không phải trực tiếp nói rằng nàng giết người chứ. Y tiểu âm luôn cảm thấy tình hình không ổn lắm, mà nàng không nhịn được nhớ lại lúc trước Hạ Thiên nói ở lại xem náo nhiệt gì đó, hình như hắn biết có chuyện sẽ xảy ra. Thật xin lỗi, mấy vị cảnh sát, ta có thể gọi một cuộc điện thoại trước được không? Y tiểu âm quyết định gọi cho Hạ Thiên trước tiên nàng phải hỏi rõ xem rốt cuộc có chuyện gì. Không ai tỏ vẻ phản đối, cho nên y tiểu âm nhanh chóng bấm gọi cho Hạ Thiên. Vợ y, ta biết nàng sẽ nhớ đến ta sớm thôi mà, không sao, ta lập tức sẽ đi tìm nàng ngay. Giọng nói của Hạ Thiên truyền đến từ đầu dây bên kia, sau đó không đợi y tiểu âm nói gì, hắn đã cúp điện thoại. Y tiểu âm nhất thời có chút tức giận, tên khốn kia lại cúp điện thoại của nàng trước. Y tiểu âm nghiến răng nghiến lợi, lại bấm điện thoại, ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng chuông di động, mà tiếng chuông di động này truyền đến từ ngoài cửa. Vợ y, ta đã nói ta lập tức sẽ đến tìm nàng mà. Không cần gọi điện cho ta. Hạ Thiên xuất hiện ở cửa, trưng ra khuôn mặt cười hì hì. Y tiểu âm hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó cúp điện thoại. Vợ y, sao lại có nhiều cảnh sát đến đây chơi vậy? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, sau đó liếc nhìn mấy cảnh sát kia một cái, các ngươi đều không đi làm sao. Trên mặt mấy cảnh sát đó lộ ra vẻ không vui, vị nữ cảnh sát của đồn cảnh sát thành phố Vọng Cảng,
lại không nhịn được mở miệng, Y tiểu thư, vị này là... À, ta là chồng của vợ Y, ôi, vị nữ cảnh sát này, dung mạo của ngươi quá xấu. Hạ Thiên nhìn nữ cảnh sát, vì sao bây giờ vẫn không còn nhìn thấy nữ cảnh sát nào xinh đẹp nữa nhỉ? Người quá xấu như ngươi cũng đừng nên làm cảnh sát. Nữ cảnh sát đó lập tức tức giận, đây là lời do con người nói sao? Không xinh đẹp là không thể làm cảnh sát sao? Hơn nữa, nàng không có xấu, nàng chính là một đóa hoa ở cục cảnh sát, không ít người theo đuổi nàng đấy. Y tiểu âm muốn bóp chết Hạ Thiên, quả nhiên lúc trước hắn giả vờ làm người bình thường, đã tạm coi như bình thường được một chút, nhưng bây giờ sau khi trở lại trạng thái bình thường, tùy tiện nói một câu đã có thể khiến người ta tức chết. Nếu nàng là nữ cảnh sát kia, có lẽ sẽ nổ súng bắn chết hắn. Cảnh sát, thật xin lỗi, đây là bạn của ta, đầu óc của hắn không bình thường lắm. Y tiểu âm chủ động xin lỗi nữ cảnh sát kia, đồng thời cũng muốn mắng đầu óc của Hạ Thiên không bình thường. Vợ Y, đầu óc ta rõ ràng rất bình thường mà. Hạ Thiên có chút bất mãn, nàng ta vốn dĩ rất xấu không xinh đẹp bằng nàng, cũng không xinh đẹp như Băng Băng, ta cảm thấy chỉ có xinh đẹp như Băng Băng mới thích hợp làm nữ cảnh sát. Còn những người khác không xinh đẹp thì đừng làm cảnh sát. Lại còn Băng Băng xinh đẹp nữa à, người muốn xinh đẹp như Lý Băng Băng hay Phạm Băng Băng thế? Cuối cùng, nữ cảnh sát kia vẫn không thể nhịn được, mắng một câu. Người ngốc thật đó, các nàng đều không xinh đẹp, vợ Băng Băng nhà ta mới thật sự xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn nữ cảnh sát, có chút không vui. Thật không, vợ Băng Băng nhà ngươi là ai vậy? Nữ cảnh sát có chút phát điên, quả nhiên đầu óc người này có vấn đề đi. Nàng ấy tên là Lãnh Băng Băng, ngươi chưa từng nghe nói đến sao? Hạ Thiên nhìn nữ cảnh sát, có chút kinh ngạc, chà, xem ra ngươi hơi thiếu hiểu biết rồi. Lãnh Băng Băng, trong phòng, đồng thời có mấy người hô lên. Ngươi nằm mơ gì vậy? Nữ cảnh sát kia nhìn Hạ Thiên, Lãnh Băng Băng có thể là vợ của ngươi sao? Mấy cảnh sát khác cũng cảm thấy, đầu óc tên gia hỏa đó thật sự có vấn đề rồi. Các vị cảnh sát, đừng coi là thật, hắn bị bệnh thần kinh. Thích gọi người ta là vợ khắp nơi. Lúc này Y tiểu âm nói một câu, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi, nếu không thì như vậy, các vị cảnh sát, chúng ta trước tiên cùng đến đồn cảnh sát thành phố được không? Ta đến đó làm biên bản trước, sau đó đi theo các vị cảnh sát của thành phố Huệ đến thành phố Huệ. Vợ Y, nàng không cần phải đi đâu, nàng ở lại đây với ta là được rồi. Lúc này, Hạ Thiên lại cắt ngang lời Y tiểu âm. Ta nói này vị tiên sinh kia, đừng tưởng đầu óc ngươi có bệnh thì có thể mơ mộng hão huyền, Y tiểu thư muốn đi hay không, không phải do ngươi quyết định đâu. Nữ cảnh sát kia tức giận nói một câu. Không hề nghi ngờ, hiện giờ mấy cảnh sát này đều tin Hạ Thiên bị bệnh thần kinh, tuy không phải tất cả mọi người đều biết đến cái tên Lãnh Băng Băng kia, hơn nữa Lãnh Băng Băng cũng không phải là minh tinh gì đó, nhưng trong hệ thống cảnh sát, cái tên này lại rất nổi tiếng, cho dù là ở Vọng Cảng, cũng có rất nhiều người biết đến Lãnh Băng Băng. Mà tên gia hỏa kia vừa nói Lãnh Băng Băng là vợ của hắn, lại còn gọi Y tiểu âm là vợ, đó không phải là bệnh thần kinh thì là gì nữa. Điều duy nhất khiến bọn hắn không hiểu là, sao Y tiểu âm lại làm bạn với một kẻ bị bệnh tâm thần như vậy chứ? Chẳng lẽ, đây thực ra là bệnh nhân của Y tiểu âm sao? Ngươi đừng làm bậy, ta sẽ tự giải quyết chuyện này. Y tiểu âm thật sự sợ Hạ Thiên làm loạn, nàng biết quyền hạn của Hạ Thiên rất cao, thật sự nếu muốn không để nàng đi. Cảnh sát cũng không làm gì được hắn, nhưng vấn đề là, nàng muốn dùng cách bình thường để giải quyết những phiền phức này, nếu không, một khi dư luận tham gia vào, danh tiếng của chuỗi bệnh viện y nhân các có thể bị hủy hoại. Vợ Y, chuyện này đã giải quyết xong rồi, bọn hắn lập tức sẽ đi thôi. Hạ Thiên lộ vẻ mặt vô tội, không tin thì chúng ta cược đi, bọn hắn lập tức sẽ nhận được điện thoại, sau đó sẽ rời đi ngay lập tức. Ta không có tâm trạng cược với ngươi, Y tiểu âm tức giận nói. Ồ, ta thật sự không tin ta sẽ nhận được điện thoại. Nữ cảnh sát kia cũng không chịu thua, nhưng nàng còn chưa nói dứt câu, điện thoại đã vang lên. Nữ cảnh sát có chút khó tin, nhưng vẫn lấy di động ra nhìn xem, vẫn phải lập tức nhận điện thoại, ta là. Được, được, ta hiểu rồi, chúng ta sẽ quay lại ngay lập tức. Gần như cùng một lúc, cảnh sát trung niên kia cũng nhận được điện thoại, là ta. Cái gì, có chuyện này sao? Được được được, ta lập tức đến ngay. Thật xin lỗi, Y tiểu thư, làm phiền cô rồi. Lúc này, nữ cảnh sát đó nói xin lỗi với Y tiểu âm, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên một cái, rồi vội vàng rời đi. Về phần cảnh sát trung niên kia, không kịp chào hỏi, đã vội vàng dẫn người rời đi. Người có phải nghe không hiểu ta nói gì không?
ta đã nói không muốn ngươi nhúng tay vào, ta sẽ giải quyết chuyện này bằng cách thông thường. Y Tiểu Âm gào lên với Hạ Thiên, nhiều năm như vậy, ngươi có thể có một lần thật sự tôn trọng ý kiến của ta hay không? Ta biết ngươi có năng lực, ta cũng biết ngươi có bối cảnh, ngươi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết tất cả phiền phức của ta, nhưng ta không cần. Vợ y nàng đừng kích động, Hạ Thiên vẫn mang vẻ mặt rất vô tội. Ta kích động thì sao? Ngươi có thể đừng xuất hiện trước mặt ta được không? Rốt cuộc ta nợ ngươi cái gì chứ? Cho dù năm đó, ta uy hiếp ngươi, là lỗi của ta, nhưng nợ ta thiếu ngươi đã trả xong từ lâu rồi, ngươi còn đến làm phiền ta xia gì nữa? Y Tiểu Âm rõ ràng đã mất kiểm soát rồi, nàng luôn dễ dàng mất kiểm soát trước mặt Hạ Thiên, ta không biết, bệnh viện y nhân các mà ta cố gắng xây dựng mười mấy năm, bị ngươi làm như vậy, có thể hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát hay không? Vợ y, nàng thật sự có chút kích động, Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm. Đó là vì ta thấy ngươi thì sẽ lập tức tức giận. Y Tiểu Âm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, bây giờ, ngươi, lập tức biến đi cho ta. Vợ y, hiện giờ ta thật sự rất muốn đánh nàng một trận. Hạ Thiên có chút không vui. Vậy ngươi đánh đi, ngươi đánh thử xem. Y Tiểu Âm lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, sau đó, nàng nhanh chóng phát điên, Hạ Thiên tên khốn này, ngươi thật sự dám đánh. Y Tiểu Âm nâng bàn tay nhỏ bé lên đánh về phía Hạ Thiên, từ trước tới nay, nàng vẫn luôn là một y tiên không thích đánh người, lúc này, lại muốn liều mạng với Hạ Thiên, vì tên gia hỏa này vừa rồi đã thật sự đánh nàng, hơn nữa còn đánh ở chỗ không nên đánh. Vợ y, là nàng bảo ta đánh nàng thử xem mà. Hạ Thiên vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội, hắn cũng không né tránh đòn tấn công của Y Tiểu Âm, vì hắn đã trực tiếp ôm Y Tiểu Âm vào lòng, ta nghe lời vợ nhất, cho nên ta mới thử một chút, cảm giác rất tuyệt. Hạ Thiên tên cầm thú nhà ngươi, ngươi mau buông tiểu thư ra. Lúc này, một tiếng thét chói tai truyền đến, đồng thời, một bóng người lao về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lại đưa tay ra, ôm người đó vào lòng. Xem này, vợ y, nàng và cửu nha đầu đều thích tự lao vào lòng ta, điều này không thể trách ta được. Hạ Thiên tỏ ra vô tội, hơn nữa người vừa lao tới, không phải ai khác, chính là A Cửu. Buông tiểu thư ra. Buông A Cửu ra. Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, chẳng qua, điều mà Y Tiểu Âm và A Cửu quan tâm dường như chính là đối phương. Vợ y, thân hình của A Cửu không đẹp bằng thân hình của nàng. Hạ Thiên buông A Cửu ra, cười hì hì với Y Tiểu Âm đang ở trong lòng mình, nàng xem đi, ta nghe lời vợ nhất, nàng bảo ta buông A Cửu, ta liền buông A Cửu rồi đó. Ngươi mau buông tiểu thư ra, A Cửu nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là nha hoàn, ta không cần phải nghe lời nha hoàn. Hạ Thiên nhìn A Cửu, nói rất nghiêm túc. Ngươi buông ta ra, Y Tiểu Âm có chút tức giận nhìn Hạ Thiên, nàng biết hắn đang cố ý giả ngu, nhưng nàng lại không có cách gì đối phó với hắn. Được thôi, lần này, Hạ Thiên cũng buông Y Tiểu Âm ra, nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc, cảm giác ôm vợ y rất tuyệt, khiến hắn có chút không nỡ buông tay. Không phải ngươi nói sẽ nghe lời ta sao? Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, giọng điệu lạnh lùng, bây giờ, ngươi đi ra ngoài đi. Ừ, vợ y, vậy ta đi ra ngoài đây. Hạ Thiên thật sự đứng dậy đi ra ngoài. Vấn đề là, hắn đứng ở cửa, không có rời đi. Y Tiểu Âm thầm nghiến răng, tên khốn này nghe lời mới là lạ, có lợi thì hắn mới nghe lời, không có lợi hắn sẽ không nghe, nói cho cùng, hắn muốn nghe thì nghe, mà không muốn nghe thì vẫn sẽ không nghe. A Cửu, sao ngươi lại tới đây? Y Tiểu Âm quyết định không quan tâm tới Hạ Thiên nữa, sự xuất hiện đột ngột của A Cửu ở đây khiến nàng hơi ngạc nhiên, dù sao, A Cửu cũng không gọi điện thoại trước cho nàng, hơn nữa, lẽ ra hiện giờ, A Cửu phải đang ở thành phố Quế chứ. Tiểu thư, lúc trước ta xem được tin tức trên mạng, nói rằng tên Hà Thiên Hào kia buộc tội ngươi hại chết Nghiên Nhi, sau đó lại thấy một tin khác, siêu mẫu tên là Ba Lê, nói ngươi mưu sát Mạc An Luân, ta cảm thấy có chuyện không ổn, dường như có ai đó đang nhằm vào ngươi, cho nên ta vội vàng tới đây. A Cửu nói nhanh, bên phía thành phố Quế hiện giờ không có chuyện gì, ta ở lại đó cũng không có ý nghĩa gì nhiều, còn về vụ dùng châm pháp âm y hại người, trước mắt cảnh sát bên đó đang điều tra, có tin gì bọn hắn sẽ báo cho ta. A Cửu nhìn Hạ Thiên đứng ở bên ngoài, nghiến răng, may mà ta trở về kịp, nếu không tên cầm thú kia không biết sẽ định làm gì với tiểu thư nữa. A Cửu, lúc ngươi nói xấu ta không sợ ta sẽ nghe thấy sao? Giọng nói lười biếng của Hạ Thiên truyền đến từ cửa. Ngươi vốn dĩ chính là cầm thú. A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta đang nói sự thật, không phải nói xấu ngươi. A Cửu, ngươi có biết ngươi nói như vậy sẽ bị ăn đòn không?
Hạ Thiên nghiêm mặt, nhưng để làm vợ y vui, bây giờ ta sẽ không đánh ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn làm ta vui, vậy thì biến khỏi tầm mắt ta hoàn toàn đi. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói. Ừ, vậy được rồi, vợ y hẹn gặp lại. Hạ Thiên nói xong thật sự biến mất. Y Tiểu Âm lại ngẩn ra, hắn lại giở trò bịp bợm gì đây? Tiểu thư, nếu tên khốn này đã ở đây, sao không giúp ngươi giải quyết những chuyện kia? A Cửu có chút tức giận. Hắn đã giải quyết rồi. Y Tiểu Âm thở dài, nhưng lúc trước, ta đã bảo hắn đừng nhúng tay vào, ta không muốn để người khác nói bệnh viện chúng ta coi mạng người như cỏ rác, sau đó lợi dụng bối cảnh gì đó đè xuống mọi chuyện, như vậy không tốt cho danh tiếng của bệnh viện. Giải quyết rồi sao? A Cửu có chút kinh ngạc, trước tiên, ta lên mạng xem thử đã, tin tức trên mạng trước đó rất nhiều, không ít tin chỉ trích bệnh viện chúng ta và tiểu thư ngươi. A Cửu ngồi xuống, lấy di động ra lên mạng, ngay sau đó, nàng A lên một tiếng, tiểu thư, ngươi mau nhìn xem, tình hình trên mạng hình như đã thay đổi rồi, tất cả đều khen ngươi. Khen ta, Y Tiểu Âm có chút khó hiểu, cũng lấy di động ra lên mạng, sau đó nàng phát hiện, tình hình thật sự có chút không bình thường. Chân tướng đã rõ ràng, Y Tiên bị vu oan, tội phạm mất trí phát rồ. Tấm lòng nhân ái của Y Tiên không thể chống lại lòng dạ của kẻ xấu. Phú nhị đại vì yêu sinh hận, giết người giá hỏa. Siêu mẫu quốc tế lại chính là hung thủ giết người, Y Tiên lương thiện, lại bị vu oan một cách khó hiểu. Y Tiểu Âm bắt đầu lục tìm tin tức trên mạng, nhanh chóng đã biết rõ nguyên nhân, hóa ra cách đây không lâu, trên mạng đã xuất hiện vài đoạn video và ghi âm. Một trong số những đoạn ghi âm đó là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Hà Thiên Hào và một người khác. Sau khi Hà Thiên Hào công khai mối quan hệ với Nghiên Nhi, người này đã gọi điện thoại cho Nghiên Nhi, nhưng Nghiên Nhi vẫn đang ngủ, nên Hà Thiên Hào đã nhận cuộc gọi. Nói đơn giản thì, sau khi đối phương biết người nhận điện thoại là Hà Thiên Hào đã chế nhạo hắn, nói rằng hắn đã ngủ với Nghiên Nhi rất nhiều lần trước đây, còn nói đứa trẻ trong bụng Nghiên Nhi là của hắn. Sau đó, lại có một đoạn ghi âm khác. Hà Thiên Hào chất vấn Nghiên Nhi sau khi thức dậy. Sau đó nữa, còn có một đoạn video, sau khi Hà Thiên Hào xác nhận Nghiên Nhi thật sự đã lừa hắn, trong lúc quá tức giận, không kiểm soát được đã giết chết nàng ta, video được ghi lại rất rõ, có thể coi là bằng chứng xác thực nhất. Sau khi xem hết video này, ai nấy cũng đều biết, cái chết của Nghiên Nhi không liên quan gì đến việc điều trị của Y Tiểu Âm. Ngoài ra, còn có một đoạn video khá dài, trong đoạn video này, vị siêu mẫu ba lê trông có vẻ xinh đẹp gợi cảm kia đã giết chết Mạc An Luân và hai người khác không chớp mắt. Đến lúc này, những gì ba lê nói nghiễm nhiên trở thành lời vu oan giá họa, nghe nói bây giờ cảnh sát đang trên đường truy bắt vị siêu mẫu kia. Tiểu thư, chuyện này sao lại trùng hợp như vậy? Làm sao quá trình phạm tội của hai người bọn hắn đều bị quay lại chứ? A Cửu có chút nghi ngờ, chuyện này quả thật quá trùng hợp. Điều đó còn phải nói sao? Y Tiểu Âm biết rõ, đương nhiên là do tên khốn kia làm, hắn có năng lực này. Nói như vậy, là do tên khốn Hạ Thiên kia cho người tung ra những đoạn video này sao? A Cửu hiểu ngay lập tức, mà nàng cũng biết Y Tiểu Âm nói không sai, Hạ Thiên quả thật có thể làm được, cho dù bản thân hắn không có năng lực này, thì bên cạnh hắn chắc chắn có người có thể làm được những việc như vậy. Y Tiểu Âm gật đầu, cũng không cần xác nhận điều đó nữa, đã biết là Hạ Thiên làm, mà lúc này, Y Tiểu Âm mới phát hiện. Hình như trước đó, nàng đã thật sự hiểu lầm Hạ Thiên. Mấy cảnh sát rời đi, không phải vì Hạ Thiên lợi dụng thân phận của hắn ngầm gây áp lực, mà vì những bằng chứng này xuất hiện, nói cách khác, thực ra Hạ Thiên đã dùng cách không gây tổn hại đến danh tiếng của Y Nhân Các để giải quyết vấn đề. Chỉ là, Y Tiểu Âm vẫn có chút không nghĩ ra, tại sao người mẫu tên là Ba Lê kia lại muốn vu oan giá họa cho nàng. Theo lý thuyết mà nói, vu oan cho Hạ Thiên, mới coi như hợp lý chứ. Trên thực tế, lúc này, Hạ Thiên cũng đang hỏi câu này. Này, mỹ nữ Nê Ba, ta hoàn toàn không hiểu, vì sao ngươi lại nói vợ y nhà ta giết người chứ? Hiện tại, Hạ Thiên đang nhìn siêu mẫu Ba Lê, có chút khó hiểu hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Ba Lê nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt khó tin. Lúc này, Hạ Thiên và Ba Lê không ở trên đảo, cũng không ở vọng cảng, mà ở trên du thuyền, cũng chính là du thuyền của Mạc An Luân. Vốn dĩ ban đầu chỉ có mình Ba Lê đang lái du thuyền trên biển, nhưng Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện trong buồng lái, sau đó hỏi câu hỏi vừa rồi. Bởi vì ta khá tò mò về ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, mỹ nữ Nê Ba, à, không đúng, thực ra ngươi không đẹp, không dễ nhìn như A Cửu, ta sẽ không gọi ngươi là mỹ nữ nữa, vẫn nên gọi ngươi là siêu mẫu Nê Ba đi.
Bác sĩ Hạ, chẳng lẽ ngươi không biết rằng, ngươi nói như vậy sẽ càng chết nhanh hơn ư? Ba Lê hừ lạnh một tiếng, chẳng thà ta giới thiệu con gái của Diêm Vương cho ngươi, làm bạn gái của ngươi. Không được, vợ của ta là tiên nữ, ta muốn tìm tiên nữ làm bạn gái cơ. Hạ Thiên cười hì hì, thực ra, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, đã phát hiện ngươi đã từng trải qua một loại huấn luyện giống như sát thủ hay đặc công gì đó, ta còn tưởng ngươi cũng ngốc như hai người kia, đều là người do tên ngốc Mạc An Luân kia sắp đặt, nhưng sau đó ta phát hiện có gì đó không đúng, ngươi không giống với bọn hắn. Bác sĩ Hạ, hình như ngươi đã biết quá nhiều rồi đấy. Ánh mắt của Ba Lê hơi lạnh. Sau khi ngươi giết tên ngốc Mạc An Luân kia, ta càng không nghĩ ra, ngươi rốt cuộc là ai. Theo lý mà nói, ngươi giết Mạc An Luân, cũng không có lợi với ngươi, chẳng lẽ chỉ muốn đổ tội cho vợ y nhà ta thôi sao? Hạ Thiên nghiêm túc phân tích, sau đó, hắn lắc đầu thôi, bỏ đi, ta không nghĩ nữa, cứ trực tiếp thôi miên ngươi đi. Ngươi không cần phải nghĩ đâu. Ba Lê cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên giơ lên, mà trong tay nàng đã xuất hiện thêm một khẩu súng lục tinh xảo. Bác sĩ Hạ, hiện giờ ta cũng có chút tò mò với ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ, ngươi có từng nghe qua tên ta chưa? Hạ Thiên rất nghiêm túc hỏi. Hạ Thiên, trên mặt của Ba Lê xuất hiện một chút bối rối, lập tức hừ nhẹ một tiếng, không cần biết ngươi là Hạ Thiên hay là Đông Thiên gì đó, bây giờ ngươi có thể đi chết được rồi. Trong khi nói, Ba Lê đã bóp cò súng. Súng không nổ, vì súng lục đột nhiên tan thành từng mảnh. Ba Lê sững sờ, giây tiếp theo, mặt nàng đơ ra, Hạ Thiên đã đâm một châm trên người nàng. Cha, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết rồi nhỉ, rốt cuộc vì sao ngươi lại đổ tội cho vợ y nhà ta hả? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Đây là nhiệm vụ của ta. Lần này, Ba Lê rất nhanh đã nói ra đáp án, mục tiêu nhiệm vụ của ta, chính là Y Tiểu Âm. Kể từ khi ta gia nhập vào tổ chức, ta chỉ có một nhiệm vụ, đó là bằng bất cứ giá nào, cũng phải gây phiền phức cho Y Tiểu Âm. Ồ, ai giao nhiệm vụ cho ngươi? Cuối cùng thì Hạ Thiên đã xác định được, hóa ra người mẫu nề ba này thật sự đến để chuyên gây phiền phức cho vợ y nhà hắn. Đó là nhiệm vụ của tổ chức chúng ta. Người mẫu nề ba tiếp tục trả lời. Tổ chức sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ có một tổ chức chuyên đối phó với vợ y nhà hắn sao? Du thuyền dừng lại trên biển, Hạ Thiên bắt đầu chậm rãi tra hỏi, từ trong miệng siêu mẫu Ba Lê kia, Hạ Thiên cuối cùng đã nghe được tên của một tổ chức mới. Diệt thần. Đây là tên của tổ chức, hơn nữa Hạ Thiên còn đặc biệt xác định lại một chút, tên của tổ chức này không phải phiên dịch từ tiếng nước ngoài, mà ngay từ đầu đã là hai chữ này, ngay cả ký hiệu của tổ chức cũng là hai chữ Hán kia. Điều này có nghĩa là người thành lập tổ chức đó nhất định là người Trung Quốc. Nhưng người mẫu nề ba biết lại khá ít với những chuyện của tổ chức kia. Nàng không biết tổ chức được thành lập khi nào, cũng không biết ai là người đứng đầu tổ chức, càng không biết tổ chức có bao nhiêu người. Không biết tổ chức còn có những ai ngoài nàng, trên thực tế, nàng chỉ biết mình thuộc tổ chức diệt thần, nàng đã lờ mờ biết tổ chức rất lớn, nhưng trừ nàng ra, còn những ai thuộc tổ chức này, nàng lại không biết gì cả. 6 năm trước Ba Lê được tuyển vào, lúc đó, nàng mới chỉ là một người mẫu bình thường, người tuyển nàng vào chỉ gặp mặt nàng một lần, người đó đã đưa cho nàng một bản kế hoạch, mà bản kế hoạch kia khá chi tiết tỉ mỉ, chi tiết đến mức sắp đặt mọi kế hoạch hành động của nàng trong 10 năm. Ban đầu khi vừa mới nhìn thấy bản kế hoạch, Ba Lê cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn không tin lắm, nhưng sau này, nàng thấy một tin tức, có người bị giết, hơn nữa người bị giết đó chính là người đã tuyển nàng. Điều kỳ lạ hơn là, trong bản kế hoạch, sớm đã dự đoán trước sẽ xảy ra chuyện này. Người thấy người tuyển người bị giết, người bắt đầu tin tất cả mọi thứ, người mới thật sự bắt đầu kế hoạch, từ đó con đường trở thành siêu mẫu quốc tế của người sẽ chính thức mở ra. Đây là lời gốc trong bản kế hoạch, và bắt đầu từ ngày đó, Ba Lê thật sự bắt đầu làm mọi thứ theo đúng kế hoạch kia. Đương nhiên, bản kế hoạch này cũng không thể dự đoán chính xác tất cả mọi chuyện, nhưng sau mỗi lần thực hiện theo kế hoạch, những kết quả nào có thể xảy ra, những việc phải làm tiếp theo như thế nào sau mỗi kết quả xảy ra, đều được viết rất chi tiết, mặc dù rất khó tin, nhưng trên thực tế, hầu như tất cả mọi hành động trong 6 năm qua của Ba Lê đều làm theo đúng kế hoạch. Đổi tên, trở thành siêu mẫu. Quen biết Mạc An Luân, thúc đẩy Mạc An Luân làm quen với Y Tiểu Âm, sau đó trở thành bạn gái ngầm của Mạc An Luân, giúp hắn tiếp cận Y Tiểu Âm, trông thì có vẻ như nàng làm việc cho Mạc An Luân, nhưng Mạc An Luân vốn dĩ không biết, thực ra là nàng muốn tiếp cận Y Tiểu Âm, tìm kiếm cơ hội đả kích Y Tiểu Âm. Thậm chí,
ngay cả chuyện hôm nay cũng nằm trong kế hoạch, mặc dù trong kế hoạch không báo trước Mạc An Luân sẽ gặp Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, Mạc An Luân chuẩn bị tiến hành tấn công lần cuối với Y Tiểu Âm, cũng là do Ba Lê Âm thầm thúc đẩy. Theo kế hoạch, nếu Mạc An Luân thật sự có thể theo đuổi được Y Tiểu Âm, thì nhiệm vụ của Ba Lê coi như thành công, về phần tại sao cần phải như vậy thì Ba Lê cũng không rõ, nhưng trong kế hoạch đưa ra xác suất thành công, chỉ có 1 vạn. Mà xác suất lớn nhất là Y Tiểu Âm và Mạc An Luân sẽ trở mặt, lúc này, Ba Lê sẽ phải tìm cơ hội giết Mạc An Luân, đổ tội cho Y Tiểu Âm, một khi kế hoạch đó thành công, như vậy, sau đó, Ba Lê phải giúp đỡ cha của Mạc An Luân là Mạc Bất Quý, bắt đầu trả thù Y Tiểu Âm. Hiển nhiên, vấn đề duy nhất của kế hoạch này chính là không đoán trước được Hạ Thiên sẽ ra tay, cũng có thể nói là, cho đến bây giờ kế hoạch kia đã thất bại rồi. Đây là bản kế hoạch 10 năm. Mà trong kế hoạch ban đầu còn có đủ loại thủ đoạn sẽ được tiến hành sau này, mà thật ra kế hoạch này không có kết quả, nói cách khác, 10 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, trong kế hoạch không đề cập tới. Ngươi từ trước tới nay chưa từng nghe qua tên ta sao? Hạ Thiên cuối cùng hỏi Ba Lê vấn đề này. Không, ta không biết ngươi là ai. Đáp án vẫn là phủ định. Điều đó khiến Hạ Thiên có chút khó hiểu, chẳng lẽ mục tiêu của tổ chức diệt thần kia thật sự chỉ là vợ y nhà hắn sao? Diệt thần, hình như, ta mới là thần mà. Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, hắn luôn có cảm giác, chuyện này là đang nhằm vào hắn. Nhưng rõ ràng là tổ chức kia thật sự quá cẩn thận, từ sau khi tuyển người mẫu Ba Lê, cũng chưa từng thực sự liên hệ với nàng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên không thể lấy được quá nhiều tin tức từ Ba Lê. Người trên thuyền nghe đây, chúng ta là cảnh sát của thành phố Huệ, người đã bị chúng ta bao vây rồi. Lúc này, âm thanh truyền đến, cũng báo cho Hạ Thiên biết. Cảnh sát đã tới rồi. Hiển nhiên, người bọn hắn muốn tìm, chính là hung thủ Ba Lê. Nghĩ xong, Hạ Thiên trực tiếp biến mất khỏi thuyền, còn về số phận sau đó của Ba Lê như thế nào, thực ra, hắn đã biết trước rồi. Bởi vì Ba Lê sẽ làm theo kế hoạch, mà theo kế hoạch, một khi đổ oan thất bại, và nếu nàng bị cảnh sát truy bắt, như vậy nàng sẽ chọn cách tự sát. Hạ Thiên không phải không nghĩ đến việc để Ba Lê sống sót, thuận tiện để nàng làm nội gián trong diệt thần cho hắn, nhưng hắn lại cảm thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì lắm, cho nên hắn quyết định thuận theo tự nhiên. Về phần tổ chức tên là diệt thần kia, hắn sẽ dùng cách khác để điều tra. Ví dụ, bảo bé ngoan điều tra thử trước. Đầu tiên Hạ Thiên gửi một tin nhắn cho bé ngoan, sau đó quay trở lại vọng cảng. Lúc này, ở bệnh viện Y Nhân Các, Y Tiểu Âm và A Cửu đều đã nhận được tin hung thủ giết chết Mạc An Luân, chính là vị người mẫu tên Ba Lê kia. Đã tự sát. Cảnh sát đang khắc phục hậu quả, đối với Y Tiểu Âm mà nói, chuyện này về cơ bản coi như đã kết thúc rồi. Về phần cha của Mạc An Luân là Mạc Bất Quý có tới làm phiền nàng nữa hay không, Y Tiểu Âm thực sự không quan tâm, nàng cũng không sợ người giàu nhất vọng cảng gì đó, điều nàng thật sự để ý chỉ có danh tiếng của bệnh viện Y Nhân Các mà thôi. Nàng thành lập bệnh viện này, về bản chất vì muốn cứu càng nhiều người hơn. Nàng không hy vọng bởi vì danh tiếng của bệnh viện mà khiến một số bệnh nhân bỏ qua cơ hội điều trị ở đây. Còn về việc kiếm tiền, đối với nàng mà nói, thật sự không quan trọng. Mà trên thực tế, lợi nhuận của bệnh viện Y Nhân Các không nhiều, dĩ nhiên là vẫn có lợi nhuận, vì một bệnh viện cần phải có lợi nhuận mới có thể hoạt động tốt hơn, mà chỉ có bệnh viện hoạt động tốt hơn mới có thể giúp được càng nhiều bệnh nhân hơn. A Cửu, ta ở đây không sao, thực ra ngươi không cần phải đi theo ta đâu. Lúc này, Y Tiểu Âm đang tán gẫu với A Cửu. Tiểu thư, tên khốn kia rất có thể sẽ quay lại tìm ngươi đấy. A Cửu rõ ràng vẫn không yên tâm. A Cửu, ngươi nên hiểu rõ, nếu hắn thật sự muốn làm gì, ngươi ở đây cũng vô dụng thôi. Y Tiểu Âm lắc đầu, hơn nữa, dựa theo hiểu biết của ta về hắn thật sự không đến mức sẽ không từ thủ đoạn để có được ta. Tiểu thư, lỡ như tên cầm thú đó lại phát điên thì sao? A Cửu vẫn lo lắng. Ngừng một chút. A Cửu lại bổ sung thêm, không nói đến tên khốn đó, hiện giờ có vẻ như thật sự có kẻ nào đó đang đối phó với tiểu thư, ta ở lại bên cạnh ngươi, chúng ta chăm sóc lẫn nhau vẫn sẽ tốt hơn một chút. Vợ y, thực ra nhà đầu A Cửu nói cũng không sai, để nàng ấy ở bên cạnh nàng rất tốt. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, lại là Hạ Thiên xuất hiện không hề báo trước. Không phải ngươi đã đi rồi sao? A Cửu có chút buồn bực, hắn lại xuất hiện rồi. Vợ y, ta mới đi tìm người mẫu nê ba kia nói chuyện, phát hiện ra đúng là nàng ta thật sự được sắp xếp để chuyên hãm hại nàng. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục nói với Y Tiểu Âm về chuyện của tổ chức diệt thần. Cuối cùng,
Hạ Thiên lại hỏi, đúng rồi, vợ y, nàng có thể nghĩ xem có ai đó đặc biệt hận nàng như vậy hay không? Ta luôn cảm thấy sẽ không có ai rảnh để thành lập một tổ chức riêng, chuyên gây phiền phức cho nàng như vậy. Phải nói ta đã đắc tội không ít đồng nghiệp trong những năm qua, nhưng ta cũng không phải không cho bọn hắn đường sống, theo lý mà nói, cứ coi như bọn hắn bất mãn với ta, cũng không bất mãn đến mức này. Y Tiểu Âm hơi trầm ngâm một chút, nếu thật sự phải nói xem có ai hận ta không, vậy thì rất có thể là đồng môn ở âm y môn của ta trước đây, gần đây tình cờ có người lợi dụng châm pháp âm y để hại người, có thể chính là bọn hắn. Tiểu thư, ta cảm thấy không phải là bọn hắn không có năng lực đó. A Cửu có chút không tin, những người của âm y môn, am hiểu chiến đấu một mình hơn, kế hoạch chi tiết tỉ mỉ như vậy không giống việc bọn hắn có thể làm ra. A Cửu nhìn về phía Hạ Thiên, hừ nhẹ một tiếng, ta thấy phần lớn phiền phức là do ngươi dẫn đến. Những năm qua, ngươi đã đắc tội nhiều người, bọn hắn không tìm được ngươi, cho nên mới gây phiền phức cho tiểu thư nhà ta. Thực ra ta cũng nghĩ như vậy. Hạ Thiên rất đồng ý với cách nói này, chà, nhưng nếu thật sự như vậy, bọn hắn chắc sẽ còn làm phiền đến những cô vợ khác của ta. Mấy cô vợ của ngươi đều đa chạy hết rồi, đương nhiên chỉ có thể gây phiền phức cho tiểu thư nhà ta thôi. A Cửu tức giận nói. Hạ Thiên không nói gì, hắn biết không phải là nguyên nhân này, nếu tổ chức diệt thần thật sự nhằm vào hắn, chắc chắn sẽ có nhiều hành động tương tự, chẳng qua nhiệm vụ của mỗi người có thể cũng khá đơn lẻ. Leng keng. Lúc này, di động của Hạ Thiên vang lên, quả nhiên là bé ngoan gửi tin nhắn cho hắn. Ồ, bé ngoan hẹn ta xem phim sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, vì hắn phát hiện, bé ngoan lại gửi cho hắn hai tấm vé xem phim. Nhưng tên bộ phim kia sao trông có vẻ quen nhỉ? Diệt thần, thần chiến mở ra. Đây là tên của bộ phim, đây không phải quá trùng hợp sao? Vợ y, nàng có nghe nói tới bộ phim này chưa? Hạ Thiên đưa di động đến trước mặt Y Tiểu Âm. Ta không xem phim, Y Tiểu Âm tức giận nói một câu, sau đó, nàng cũng nhíu mày, diệt thần. Sao lại trùng hợp như vậy? Cái tên của bộ phim này thật ra không có gì kỳ quái, phim thể loại này có rất nhiều tên như vậy, gọi là diệt thần cũng không quá to tát, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bọn hắn vừa mới thảo luận một cái tổ chức gọi là diệt thần, tiếp đó lại có người bảo bọn hắn đi xem một bộ phim điện ảnh mang tên diệt thần, điều này nghĩ như thế nào đều không bình thường. Bé ngoan là ai? Lúc này, Y Tiểu Âm đã nhìn thấy biệt danh trên WeChat, phải nói một chút, trên WeChat thì Hạ Thiên cũng gọi là Hạ Thiên, bé ngoan đương nhiên gọi là bé ngoan. Ta cũng không rõ bé ngoan là ai, có thể là đồ đệ của vợ tiểu yêu tinh hoặc là... Trong đầu Hạ Thiên xuất hiện một khả năng nhưng rồi lại không có nói ra, tóm lại, nàng ấy có thể giúp ta tra rất nhiều tư liệu, giống như vợ tiểu yêu tinh vậy, chính là không có lợi hại như vợ tiểu yêu tinh. Ngươi hỏi nàng ta một chút, rốt cuộc tin nhắn này là có ý gì? Y Tiểu Âm suy nghĩ một chút rồi nói. Bé ngoan, ngươi muốn đi xem phim à? Hạ Thiên rất nhanh gửi một tin nhắn cho bé ngoan. Ta không xem, ngươi đi đi. Bé ngoan trả lời tin nhắn tương đối nhanh. Ngươi muốn ta và vợ y đi xem sao? Hạ Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Đúng vậy, bé ngoan trả lời rất đơn giản dứt khoát. Bộ phim này có liên quan tới tổ chức diệt thần gì đó à? Hạ Thiên lại hỏi. Có thể có liên quan, ngươi đi xem trước đi. Hình như bé ngoan cũng không xác định được. Được thôi, Hạ Thiên không hỏi nữa. Hắn quay đầu nhìn Y Tiểu Âm rồi cười hì hì, vợ y, tối nay chúng ta đi xem phim đi, bộ phim này chiếu lúc 8 giờ, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn cơm chiều trước rồi đi xem phim, xem xong vừa vặn có thể ngủ chung. Ta không đi, Y Tiểu Âm không thể nhìn được nữa mà ngắt lời, tưởng tượng của tên khốn kiếp Hạ Thiên này rất đẹp, một mình ngươi đi xem đi. Vợ y, chuyện này rất quan trọng, sao nàng có thể không đi được chứ? Nàng cần phải đích thân đi xem mới biết được cái tổ chức ngu ngốc diệt thần kia rốt cuộc muốn làm gì. Vẻ mặt của Hạ Thiên thành thật, tại sao nàng có thể không quan tâm nguy hiểm của bản thân chứ? Y Tiểu Âm trừng mắt với Hạ Thiên, hắn nói hưu nói vượt, còn nói rất nghiêm túc, trong lòng của hắn rõ ràng chỉ suy nghĩ mấy việc lung tung bậy bạ thôi. Ta và ngươi cùng nhau đi xem phim, một giọng nói tức giận vang lên, nhưng người nói lại là A Cửu, ngươi đừng quấn lấy tiểu thư. Tiểu thư vốn dĩ không thích bầu không khí trong rạp chiếu phim rồi, nếu trong phim thật sự có đầu mối gì thì ta cũng muốn biết. Vợ y, nàng thật sự không muốn đi xem phim sao? Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, ta vẫn thích đi xem phim với vợ hơn, đi với nha hoàn hình như không quá phù hợp thân phận của ta. Hạ Thiên, cái tên khốn kiếp này, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta đi xem phim với ngươi sẽ làm cho ngươi mất mặt sao?
A Cửu lập tức nổi điên, lời này là cái quỷ gì vậy, cái gì không quá phù hợp thân phận của hắn. Cửu nha đầu, ngươi sẽ không làm ta mất mặt, dù sao bây giờ ngươi cũng rất xinh đẹp, nhưng nếu như ta không dẫn theo vợ y y mà dẫn ngươi theo, nói không chừng sẽ làm cho người khác hiểu lầm ta muốn XXX nha hoàn, điều đấy không được tốt lắm đâu. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ngươi, A Cửu nghiến răng nghiến lợi, có quỷ mới XXX với ngươi, ngươi nghĩ hay lắm. Nghĩ hay lắm, Hạ Thiên lẩm bẩm, thật ra thì ta vẫn luôn không rõ mấy chữ này có ý gì, rốt cuộc nghĩ hay lắm có phải là cuối cùng sẽ có được mỹ nữ hay không? Nếu là như vậy thì ta sẽ tiếp tục nghĩ như vậy. Hạ Thiên, ngươi chính là một tên vô cùng biến thái, háo sắc. A Cửu hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên. Vợ y y, ta cảm thấy tính khí của Cửu nha đầu quá kém, nếu nàng ấy đi với ta thì chắc chắn sẽ đánh nhau với người khác trong rạp chiếu phim, chỉ bằng nàng đi theo ta đi. Hạ Thiên rất nghiêm túc nhìn Y Tiểu Âm. Ngươi không biết xấu hổ nói tính tình ta kém. A Cửu muốn đánh chết Hạ Thiên, tên khốn kiếp này đi đâu cũng đánh nhau với người khác, đến lúc đó thật sự có ẩu đả ở rạp chiếu phim thì cũng là hắn đánh người khác thì có. Ngươi đúng là tính khí quá kém mà, động một chút lại mắng chửi người khác, đánh người, thậm chí còn muốn giết người. Hạ Thiên nhìn A Cửu, tính khí của ta đã tốt lắm rồi, ngươi đánh ta mắng ta còn muốn giết ta, vậy mà ta vẫn ôm ngươi, thấy ta dịu dàng không? Ngươi, A Cửu chán nản, hắn đang nói hưu nói vượn thế mà làm nàng không cách nào phản bác được, nàng thật đúng là luôn mắng hắn, hơn nữa đánh hắn, thậm chí còn muốn giết hắn, mà hắn cũng thật sự ôm nàng. Được rồi, tóm lại là ta sẽ không đi xem phim, ngươi muốn đi thì đi một mình hoặc đi với A Cửu tùy ngươi. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, nhàn nhạt nói. Vậy à, Hạ Thiên có chút thất vọng, vậy được rồi, ta đành cố mà đi với Cửu nha đầu vậy. Hạ Thiên suy nghĩ một chút. Lại nói, vợ y y, hay chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Ta không đi, ta muốn ở đây suy nghĩ chút chuyện. Y Tiểu Âm lập tức từ chối, ngươi có thể đi ăn cơm với A Cửu, tiếp theo đi xem phim. Vậy cũng được. Hạ Thiên không cảm thấy chuyện đó có gì to tát, vợ y y, vậy ta xem phim xong rồi sẽ trở lại tìm nàng. Y Tiểu Âm lười nhác đáp lại với Hạ Thiên, trong lòng thầm mắng, ai muốn hắn trở về tìm nàng chứ? Cửu nha đầu. Chúng ta đi thôi, người biết rạp chiếu phim này ở chỗ nào nữa. Hạ Thiên đứng lên. Tiểu thư, vậy ta xin phép đi trước. A Cửu nói một tiếng với Y Tiểu Âm, tiếp theo đi ra ngoài với Hạ Thiên. Sở dĩ A Cửu đi nhanh như vậy, vì nàng cảm thấy nên để cho Hạ Thiên cách xa tiểu thư nhà nàng một tí thì tốt hơn. Cùng lắm thì nàng hy sinh một chút. Nàng không ngại hy sinh vì tiểu thư. Sau khi nhìn thấy hai người biến mất ở cửa phòng làm việc, Y Tiểu Âm cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Nàng vung tay lên, cửa phòng đóng lại, hư không nhẹ nhàng uốn éo, cửa phòng được khóa từ bên trong, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Y Tiểu Âm không có ngủ, nàng thật sự cần yên tĩnh suy xét một ít chuyện, nàng muốn sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Hạ Thiên và A Cửu đi ra bệnh viện, sóng vai bước đi trên đường. Cửu nha đầu, người không lái xe sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không lái, A Cửu tức giận nói. Xem ra ngươi rất sùng bái ta. Hạ Thiên cười hì hì, thế mà lại bắt trước ta không lái xe. Có quỷ mới sùng bái ngươi. A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên, rạp chiếu phim cách nơi này mới mấy cây số, ta lười lái xe. Không sao, thật ra thì ngươi sùng bái ta là chuyện rất bình thường, dù sao thì ta đẹp trai như vậy mà. Hạ Thiên tỏ vẻ không ngại, mặc dù ngươi không xinh đẹp bằng vợ y y, nhưng dáng người bây giờ của ngươi cũng rất tốt, có tư cách sùng bái ta. A Cửu rất muốn bóp chết cái tên tự luyến này, hơn nữa đây là cái suy nghĩ quỷ quái gì vậy? Phải xinh đẹp, dáng người tốt thì mới đủ tư cách để sùng bái hắn. A Cửu, cái váy ngươi đang mặc rất đẹp. Lúc này, Hạ Thiên đột nhiên khen ngợi một câu. A Cửu mặc một chiếc váy trắng, từ xa nhìn lại, nàng càng giống tiên nữ hơn Y Tiểu Âm. Thật ra Hạ Thiên khá là thích váy trắng, thần tiên tỷ tỷ lúc nào cũng mặc váy trắng, mộng tỷ cũng thích mặc váy trắng. Thật ra bộ váy trắng A Cửu đang mặc không có gì đặc biệt, cũng không tính là gợi cảm, nói cho cùng, sở dĩ Hạ Thiên cảm thấy váy của A Cửu dễ nhìn, chủ yếu vì dáng người của A Cửu rất tốt. Chiếc váy này vừa lúc giúp nàng phô ra những đường cong trên người, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Hôm nay, ngươi không mặc bộ trang phục ăn mày kia sao? A Cửu tức giận hỏi ngược lại. Bây giờ, Hạ Thiên vẫn mặc bộ quần áo mà Y Tiểu Âm mua cho hắn, nhìn tương đối bình thường. Bình thường đến mức thậm chí khiến A Cửu cảm thấy không quen. Cửu nha đầu, cái đó không phải là trang phục ăn mày,
bộ đồ đó là do vợ quỷ keo kiệt tự tay làm cho ta. Hạ Thiên có chút không vui. Người đặt tên cho vợ mình thật là không sai. Trong giọng nói của A Cửu có sự châm biến rõ ràng, nàng biết vợ quỷ keo kiệt trong miệng Hạ Thiên chính là Ninh Khiết, nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không ra, Ninh Khiết có phải bị nước vào đầu hay không, thế mà lại làm một đôi dép lê cho Hạ Thiên, để cho hắn mặc đi qua đi lại khắp nơi. Vợ quỷ keo kiệt hiện tại rất hào phóng, rộng rãi hơn ngươi và vợ y nhiều. Hạ Thiên lười biếng nói. Hào phóng mà ngươi nói là để ngươi muốn làm gì thì làm phải không? A Cửu nở nụ cười lạnh lùng, cái gì hào phóng hay không hào phóng, trong mắt hắn, nữ nhân nguyện ý ngủ với hắn chính là hào phóng, nếu không đều là bụng dạ hẹp hòi. Thật ra thì điều đó không đúng lắm. Hạ Thiên cười hì hì, vợ quỷ keo kiệt có thể muốn làm gì ta cũng được nha. Lưu manh, A Cửu hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Cửu nha đầu, ta có thể để vợ quỷ keo kiệt muốn làm gì ta cũng được, ngươi lại không cho ta muốn làm gì thì làm với ngươi, điều đấy chứng minh ngươi rất hẹp hòi. Hạ Thiên đưa ra lý do vô cùng xác thực, ta hào phóng hơn ngươi nhiều. Hạ Thiên dừng một chút, lại bổ sung, để chứng minh ta hào phóng, ta quyết định lát nữa mời ngươi ăn cơm. Thẻ tín dụng ngươi đang cầm là do ta đưa cho ngươi đó. A Cửu có chút tức giận. Cửu nha đầu, ngươi thật nhỏ mọn, chút tiền như vậy cũng muốn so đo với ta. Hạ Thiên lắc đầu thở dài. A Cửu lập tức chán nản, hắn cầm tiền của nàng mời nàng ăn cơm để chứng minh hắn hào phóng, tiếp theo vì nàng nói ra sự thật, nên nàng biến thành kẻ hẹp hòi. Cửu nha đầu, thật ra thì ngươi có thể chứng minh mình rất hào phóng, ví dụ như học hỏi một chút từ vợ quỷ keo kiệt, để ta muốn làm gì thì làm với ngươi cũng được. Hạ Thiên lại nói một câu. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi. A Cửu hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Nằm mơ giữa ban ngày. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, ta không thích nằm mơ giữa ban ngày, ta thích làm chuyện khác hơn. Biến thái, A Cửu lại mắng Hạ Thiên một câu. Chuyện này sao lại là lưu manh chứ? Hạ Thiên cảm thấy có chút vô tội, không thích nằm mơ giữa ban ngày chính là biến thái sao? A Cửu không nói nữa, nàng không muốn nói chuyện với Hạ Thiên, nàng bắt đầu cảm thấy việc mình chủ động lựa chọn đi xem phim với tên khốn kiếp này tuyệt đối là một sai lầm. Nhưng nhìn trung tâm mua sắm trước mặt, rạp chiếu phim ở ngay lầu 5, theo lý thuyết thì bọn hắn đã đến nơi. Tới đâu hay tới đó đi, A Cửu tự cổ vũ bản thân, với lại, nếu nàng không quấn lấy tên biến thái này thì hắn nhất định sẽ đi quấn lấy tiểu thư nhà nàng, suy nghĩ một chút, nàng vẫn quyết định nhẫn nhịn. Nè, đến rồi, A Cửu liếc Hạ Thiên một cái, chúng ta đi vào, rạp chiếu phim ở lầu 5, lầu 4 có chỗ ăn cơm, người muốn ăn cái gì? Cửu nha đầu. Dù sao thứ ta muốn ăn thì ngươi và vợ y cũng không cho ta, nên ngươi muốn ăn cái gì thì ta ăn cái đó. Hạ Thiên thuận miệng nói. A Cửu âm thầm cắn răng, cái tên khốn kiếp này, trong đầu không thể bình thường muốn chút sao. Lên lầu lại nói, A Cửu đi vào trung tâm mua sắm, bây giờ nàng cảm thấy mình đã bị tức đến no rồi, cái gì cũng không muốn ăn. A Cửu mặc kệ Hạ Thiên có theo kịp hay không, trực tiếp đi lên lầu 4. Tiếp đó nàng nhìn thấy một tiệm bán kem ly rồi đi thẳng vào trong. Bây giờ là tháng 8, hiện tại ở Vọng Cảng tương đối nóng, nhưng trung tâm mua sắm có điều hòa, vẫn rất mát mẻ, chỉ là A Cửu cảm thấy trong lòng mình đang rất tức giận, cộng thêm không muốn ăn gì, cho nên nàng quyết định ăn kem ly, cho bản thân bình tĩnh một chút. Nè, người có ăn hay không? A Cửu quay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên đã đi vào theo, tức giận hỏi một câu. Ăn, Hạ Thiên nháy mắt. Ngươi đi tìm chỗ ngồi trước đi. A Cửu hừ nhẹ một tiếng, nơi này là một tiệm kem nhỏ, chỗ ngồi cũng không nhiều, nhưng người mua lại rất nhiều. Cho nên, bây giờ chỉ còn một chỗ ngồi, Hạ Thiên lập tức đi qua ngồi xuống. Xin lỗi, xin hỏi nơi này có ai ngồi không? Giọng nói của một thiếu nữ truyền đến. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một nữ sinh chừng 17, 18 đang cầm mấy ly kem đứng ở bên cạnh. Ngươi có thể ngồi ở đối diện. Có thể ngồi hai người. Hạ Thiên hồi đáp. Ghế ở đây là loại ghế sofa dài, một bên có thể ngồi hai người. Được, cảm ơn. Nữ sinh kia nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện, đồng thời đặt ly kem trong tay xuống. Hai phút sau thì có một nam sinh cao lớn đi tới. A Hoa, ta ngồi ở bên này. Nữ sinh đó vội vàng vẫy tay với nam sinh kia. Nam sinh tên là A Hoa đi tới, hắn thoáng nhìn về phía Hạ Thiên, lập tức không vui, ngươi có ý gì? Không biết nơi này có người ngồi sao? Đây là chỗ bạn gái của ta chiếm giúp ta. A Hoa, không phải như vậy đâu, người ta ngồi ở đây trước đó. Nữ sinh vội vàng giải thích. Đúng vậy, vị trí của ngươi là ở bên cạnh bạn gái.
Hạ Thiên lười biếng nói một câu, tiếp đó cười hì hì với A Cửu đang đi tới, Cửu nha đầu, vị trí này là của ngươi. Hạ Thiên vừa nói vừa vỗ bên cạnh mình. A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên, cuối cùng không nói gì, nàng đặt một ly kem trước mặt Hạ Thiên, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Vị trí này hơi chật, với lại, hai người ngồi cạnh nhau có chút khó cử động, A Cửu theo bản năng nhích ra ngoài, muốn cách xa Hạ Thiên một chút. Cửu nha đầu, chúng ta đổi chỗ, ngươi ngồi bên trong đi. Lúc này, Hạ Thiên lại lên tiếng. Tại sao ta phải ngồi bên trong? A Cửu muốn đánh người, tên háo sắc chết tiệt này còn muốn chơi trò mờ ám sao? Thân phận gì chứ, làm thế nào hắn lại giống như tên lưu manh đầu đường xó chợ như vậy chứ? Nhưng rất nhanh, A Cửu cảm thấy có chút kỳ lạ, sau đó nàng nhìn về phía đối diện, phát hiện nam sinh trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Không hề nghi ngờ, nam sinh này chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp như vậy, đặc biệt là bây giờ, A Cửu xinh đẹp lại thành thục, còn có mấy phần tiên khí, đối với loại nam sinh chưa tới 20 tuổi kia quả thực là một loại cám dỗ chí mạng. Nếu không, nam sinh đó làm sao lại quên mất cô bạn gái ngồi ngay bên cạnh, nhìn đến choáng váng cả người. Để ta đi vào trong. Cuối cùng thì A Cửu đã hiểu nguyên nhân khiến Hạ Thiên bảo nàng ra ngoài ngồi, có điều trong lòng nàng lại có chút không vui. Nếu như tiểu thư bị người khác nhìn như vậy thì tên khốn kiếp đó nhất định sẽ trực tiếp đánh người, mà khi nàng bị người khác nhìn chăm chú, gia hỏa này chỉ muốn nàng đổi chỗ. Vòng eo nhỏ nhắn đột nhiên căng thẳng, tiếp theo lại được buông lỏng, A Cửu lại muốn đánh người. Nàng biết ngay tên lưu manh kia không đề nghị chuyện gì tốt lành mà. Cái gì mà đổi vị trí, hắn trực tiếp ôm nàng ra ngoài thì có. Toàn bộ quá trình chỉ mất 2 giây, nhanh đến mức A Cửu còn không kịp tức giận, hơn nữa A Cửu cũng không muốn phát hỏa ở nơi như vậy, vì làm thế sẽ càng dễ khiến người khác chú ý. Mà nàng lại không muốn bị người khác chú ý. Nè, đừng nhìn ta như vậy, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả bạn gái cũng không có. Lúc này, Hạ Thiên lại lên tiếng. Mà đối tượng lần này là tên nam sinh ngồi phía đối diện. Hiện tại, tên nam sinh đó đang nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt ghen ghét bất mãn, có lẽ là do vừa rồi Hạ Thiên ôm A Cửu nên kích động đến hắn. Ta nhìn ngươi thì sao nào? Nam sinh có chút tức giận, nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên muốn đánh một trận với Hạ Thiên. Ngươi có phải muốn ăn ly kem cũng muốn đánh nhau với người khác hay không? Hạ Thiên còn chưa lên tiếng thì A Cửu đã giành nói trước. Nàng cảm thấy nếu mình vẫn không nói gì thì tên cuồng bạo lực này nhất định sẽ lập tức đánh người. Được thôi, Cửu nha đầu, ta không thèm để ý tên ngu ngốc đó nữa. Hạ Thiên cười hì hì với A Cửu, thấy ngươi ngoan như vậy, ta bón kem cho ngươi ăn. Hạ Thiên vừa nói vừa múc một muỗng kem đưa tới bên miệng A Cửu. Không cần ngươi bón, A Cửu còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã nhanh chóng nhét muỗng kem vào miệng nàng, A Cửu không có lựa chọn, đành phải ăn, tiếp đó hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Nhìn xem, ngươi lại không ngoan, ta vẫn tự ăn vậy. Hạ Thiên lập tức múc một muỗng đưa vào miệng mình. Nhưng một giây sau, Hạ Thiên cảm thấy rất khó chịu. Không có người dạy ngươi nhìn chằm chằm vào mỹ nữ như vậy là không lễ phép sao? Hạ Thiên nhìn nam sinh đối diện, tiểu tử đó lại nhìn chằm chằm vào A Cửu, hơn nữa còn nhìn chỗ nào vậy? Mặc dù A Cửu chỉ là nha hoàn của hắn, nhưng cũng không thể tùy tiện cho người khác nhìn như vậy, muốn nhìn thì cũng chỉ một mình hắn được nhìn. Ngươi rốt cuộc cũng biết lễ phép là gì. A Cửu không khỏi chửi bậy, mỗi lần tên biến thái kia nhìn thấy mỹ nữ còn quá đáng hơn cả nam sinh đối diện, tốt xấu gì thì nam sinh đó chỉ dám liếc nhìn vụng trộm, còn hắn trực tiếp nhìn chằm chằm ngực của nàng. Ta nhìn cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Nam sinh kia hừ lạnh một tiếng, ngươi không muốn nàng bị người khác nhìn thì cũng đừng mang nàng ấy đi ra ngoài. Vì để tránh cho A Cửu nói ta ăn cái kem cũng có thể đánh nhau với người khác, ta lười đi đánh tên kém thông minh nhà ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng ta không muốn người khác nhìn nha hoàn của ta thì hắn tuyệt đối không được nhìn. Hạ Thiên vừa dứt lời thì nam sinh kia đã hô lên, a, tại sao lại tắt đèn rồi? Không đúng, tại sao điện thoại di động của ta lại mở không lên? Ta, mắt của ta, a, mắt của ta. Nam sinh đột nhiên an tĩnh, miệng đang nhúc nhích nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. A Hoa, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Nữ sinh kia lo lắng nhìn bạn trai mình. Mà miệng của nam sinh này vẫn luôn cử động không ngừng, nhưng vẫn không thể phát ra được âm thanh nào. Tiếp đó hắn đột nhiên đứng lên, dường như muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa mới bước được một bước thì lại đâm vào mặt bàn, sau đó té ngã trên đất. Có ai không? Cứu mạng, mau giúp ta. Nữ sinh kia sốt ruột, lập tức kêu to. Khoan hãy nói, đầu năm nay,
người tốt bụng vẫn còn rất nhiều, lập tức có người hỗ trợ mang nam sinh đi ra ngoài, có người hỗ trợ gọi xe cứu thương, cứ như vậy, tiệm kem lập tức vắng vẻ hơn nhiều. Để ta ra ngoài, A Cửu trừng mắt với Hạ Thiên, nàng muốn ngồi lại chỗ cũ. Chỉ là vừa mới dứt lời thì A Cửu lập tức hối hận. Không phải Hạ Thiên không để nàng ra ngoài, mà là Hạ Thiên lại ôm nàng ra ngoài. Tên khốn kiếp, ngươi chiếm tiện nghi của ta đủ chưa? A Cửu nhanh chóng ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. Vẫn chưa đủ nha, Hạ Thiên thành thật trả lời. Thế là A Cửu không biết nói gì cho tốt. Chỉ là thêm một lần nữa, A Cửu lại hối hận khi đi xem phim với Hạ Thiên. A Cửu ăn mấy ngụm kem, vẫn không làm cho bản thân bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, trong lòng còn rất bực bội, rất muốn đánh chết cái tên khốn kiếp này. Mỹ nữ, ở đây có người ngồi không? Lúc này, một giọng nói truyền đến. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? A Cửu tức giận trả lời một câu, đồng thời quay đầu lại, nàng phát hiện một nam nhân với vóc người to lớn đang đứng bên cạnh mình. Mà con mắt của hắn không có thành thật, không thể không nói, bây giờ A Cửu thật sự coi như là một hồng nhan họa thủy, đi bên ngoài rất dễ bị nam nhân để mắt tới. Tâm trạng của A Cửu vốn dĩ không tốt, bây giờ, lại có một nam nhân tới gần có ý đồ không tốt với nàng, điều đó khiến cho tâm trạng của nàng càng kém. Mà sở dĩ, nàng nói nam nhân này có ý đồ xấu xa, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ tiệm kem còn có rất nhiều bàn trống, thế mà nam nhân đó nhất định phải ngồi gần. Hiển nhiên là muốn lôi kéo làm quen với nàng. Nam nhân cơ bắp vốn dĩ chỉ muốn bắt chuyện, lại không nghĩ rằng bị A Cửu mắng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Nếu mỹ nữ đã nói như vậy thì ta sẽ ngồi ở đây. Nam nhân cơ bắp lập tức ngồi xuống bên cạnh A Cửu. Đúng lúc này, một bàn chân hung hăng đá vào bụng nam nhân cơ bắp, hắn kêu thảm một tiếng rồi đặt mông ngồi dưới đất. Có phải ngươi có vấn đề gì không? Dù ngươi có thích nam nhân thì cũng không thể phi lễ với ta như vậy chứ. Một giọng nói bất mãn vang lên, Cửu nha đầu, ngươi nói thế giới bây giờ bị làm sao vậy? Ở đâu cũng gặp biến thái nhiều như thế chứ? A Cửu trợn mắt há hốc mồm, hắn thế mà không biết xấu hổ nói người khác là biến thái, chính hắn mới là một tên đại biến thái thì có. Ui, ui mẹ nó, hắn muốn vô lễ với ngươi à? Nam nhân cơ bắp ôm bụng chật vật bò dậy, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Ta rõ ràng ngồi ở chỗ này, thế mà ngươi còn muốn lại đây ngồi, không phải muốn vô lễ với ta chứ còn gì nữa. Hạ Thiên nhìn nam nhân cơ bắp, vẻ mặt không vui, nè, ta nói cho ngươi biết, ta là người đã có bạn gái, ngươi nhìn bạn gái ta xinh đẹp biết bao, ngươi cách xa ta một chút đi. Hạ Thiên khẽ vươn tay ôm A Cửu vào lòng mình, tỏ vẻ khoe hoang. A Cửu bị ôm nên muốn giãy giụa, lại phát hiện lần này, nàng hoàn toàn không nhúc nhích được, mà nàng cũng đột nhiên nhận ra một điều. Hình như công lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Đậu xanh, mới vừa rồi ngươi rõ ràng còn ngồi ở đối diện. Nam nhân cơ bắp vô cùng căm tức, lúc trước hắn rõ ràng không thấy người nào ngồi ở đây, nào biết được gia hỏa này đột nhiên xuất hiện giống như quỷ vậy, tiếp đó còn đạp hắn một cái. Người này còn rất đẹp trai, không ngờ lại là gay. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu này sao? Soái ca đều là gay. Nói bừa, bạn trai ta cũng rất đẹp trai, nhưng hắn không phải là gay. Ta cũng không phải là gay. Nhưng ngươi không đẹp trai. Bên trong tiệm kem có vài người xì xào bàn tán, điều đó khiến nam nhân cơ bắp phẫn nộ dị thường. Rõ ràng giới tính của hắn vô cùng bình thường, thế mà hôm nay lại bị người khác coi là đồng tính luyến ái, mà tất cả nguyên nhân đều là do tên tiểu tử trước mắt này. Đậu xanh, con mẹ nó, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nam nhân cơ bắp lập tức vung quyền về phía Hạ Thiên. Ngươi đánh nhau cũng bốc mùi gay. Hạ Thiên cảm khái một chút. Tiếp đó lại tung một cước, trực tiếp đá bay nam nhân cơ bắp ra khỏi tiệm kem. Nam nhân cơ bắp nặng nề ngã xuống đất, một lúc lâu sau cũng không thể đứng lên được. Ngươi còn không buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. A Cửu cắn răng, nhỏ giọng nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn A Cửu, cười hì hì, tay của ta không bẩn, cho nên không buông. Thả ta ra, A Cửu rất muốn cho một cái tát lên mặt Hạ Thiên, mấu chốt là nàng biết mình đánh không lại. Ngươi nói như vậy là được rồi. Lần này, Hạ Thiên mới chịu buông A Cửu ra. Sau đó, A Cửu lại bắt đầu chiến đấu với ly kem, nhìn dáng vẻ như không muốn quan tâm đến Hạ Thiên, cũng không muốn nói chuyện với hắn. Nhịn xuống, là chính ngươi nói muốn đi xem phim với hắn. A Cửu tự an ủi bản thân, nghiệt do mình tạo ra, khóc cũng muốn phải làm xong. A Cửu không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa, nên nàng luôn ngồi tại chỗ,
không đòi đổi chỗ với Hạ Thiên nữa, cũng không yêu cầu Hạ Thiên đổi sang ngồi đối diện, nàng cứ thế ngồi như vậy cho đến 8 giờ mới đi lên lầu vào rạp chiếu phim với Hạ Thiên. Sau khi cầm vé xem phim, mua một hộp bắp rang lớn là có thể đi vào xem phim. Lần này, rất thuận lợi, không tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa, Hạ Thiên và A Cửu nhanh chóng đi vào trong, ngồi xuống bắt đầu chờ đợi phim chiếu. Bộ phim đó có vẻ rất nổi tiếng, ít nhất là hiện tại có rất nhiều người trong rạp chiếu phim, trên cơ bản đã ngồi đầy. Đương nhiên, bây giờ là thời gian cao điểm, mà phim đó mới chiếu, cho nên tỷ lệ người xem cao là chuyện bình thường. 8 giờ 10 phút, phim bắt đầu chiếu. Mới vừa xem được vài phút, Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, không có tâm trạng xem tiếp, hắn quay đầu liếc nhìn A Cửu một cái, phát hiện A Cửu lại rất tập trung tinh thần nhìn màn ảnh. Nha hoàn đúng là nha hoàn, phẩm vị không tốt bằng ta. Hạ Thiên nghĩ như vậy, hắn rảnh rỗi đến nhàm chán cho nên bắt đầu ăn bắp rang, ăn một hồi thì hắn bắt đầu đút cho A Cửu ăn. A Cửu vốn dĩ đang tập trung xem phim, kết quả bị Hạ Thiên quấy rầy, nàng ngay lập tức không vui, tức giận trừng mắt với hắn một cái, tiếp đó ngậm miệng, không ăn bắp rang hắn đút nữa. Tiếp theo, A Cửu phát hiện ra hỏa kia thật sự có tài làm người ta phát điên, bởi vì hắn bắt đầu dùng tay của nàng cầm bắp rang để đút cho hắn ăn. Tại sao trên đời này lại có người nhàm chán đến như vậy chứ? Không muốn tay của mình biến thành công cụ của Hạ Thiên, A Cửu bắt đầu ăn bắp rang, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, điều đó cũng không có tác dụng gì, vì Hạ Thiên vẫn thỉnh thoảng lấy tay nàng đút bắp rang vào miệng hắn. Cũng may ánh sáng trong rạp chiếu phim tương đối tối, nếu không thì A Cửu nhất định sẽ phát điên, nàng không muốn để cho người ta cảm thấy nàng và Hạ Thiên có tình cảm rất tốt. Không biết có phải là bị Hạ Thiên và A Cửu lây bệnh hay không? Một cặp đôi ngồi ở phía sau đã bắt đầu dính vào nhau, đầu tiên là nhỏ giọng nói chuyện, tiếp theo âm thanh từ từ lớn hơn, hình như còn có tiếng hôn hít. Các ngươi có thể nhỏ tiếng một chút không? Vốn dĩ tâm trạng của A Cửu khá là bực bội, lúc này càng nhịn không được. Liên quan gì tới ngươi chứ? Nữ nhân phía sau lập tức mắng lại, nếu ngươi hâm mộ thì có thể tình trạng ý thiếp với bạn trai của ngươi. Đây là rạp chiếu phim, nếu các ngươi không muốn xem phim thì ra ngoài mướn phòng đi. A Cửu tức giận nói, còn nếu các ngươi không có tiền thì ta có thể cho các ngươi, đừng ở chỗ này làm ầm ĩ ảnh hưởng người khác. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta đang xem phim đấy. Đúng vậy, lăn tăn cái gì, muốn ầm ĩ thì đi ra ngoài mà ầm ĩ. Thật là, loại người gì vậy, không có một chút tố chất. Rạp chiếu phim bắt đầu ồn ào lên, có lẽ là không muốn trở thành mục tiêu công kích, nữ nhân kia đã lập tức im lặng, A Cửu đương nhiên cũng sẽ không nói tiếp. A Cửu tiếp tục xem phim, nàng cảm thấy có hứng thú với bộ điện ảnh này, dưới cái nhìn của nàng, phim này khá hay, hình ảnh hay tình tiết đều không tệ. Hạ Thiên vẫn cảm thấy rất nhàm chán, đương nhiên, mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng vì bộ phim này có thể liên quan tới tổ chức diệt thần, cho nên hắn vẫn ngồi xem cho tới kết thúc. Cho dù hắn ăn bắp rang với A Cửu, nhưng vẫn luôn chú ý tới màn ảnh, cho nên bộ phim đó nói về cái gì hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ là khi phim kết thúc thì Hạ Thiên vẫn không biết rốt cuộc thì nó có liên quan gì tới tổ chức diệt thần kia hay không. Thật ra đây là một câu chuyện đơn giản, chính là ở một cái thế giới nào đó, có một vài người được xưng là thần tiên, những người kia có năng lực rất mạnh, muốn làm gì thì làm, mà nhân loại bình thường khi đối diện với mấy vị thần đó thì căn bản không có cách nào phản kháng. Phần lớn người lại rất vừa lòng với hiện trạng, tiếp thu sự thống trị của những vị thần đấy, nhưng cũng có một số người quyết định phản kháng. Bọn hắn quyết định diệt thần, mà đó cũng là nòng cốt của bộ phim nhựa này. Phim nhựa kết thúc khi đám người đó đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi, chuẩn bị hành động, mà điều đó cũng mang ý nghĩa thần chiến đã mở ra, chuyện này chỉ là một cái bắt đầu. Dựa theo tình huống bình thường thì sau này có thể sẽ có rất nhiều bộ điện ảnh liên quan tới thần chiến được ra đời. Ánh sáng trong rạp chiếu phim sáng lên, rất nhiều người lục tục đi về, nhưng Hạ Thiên và A Cửu vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Cửu nha đầu, người cảm thấy bộ điện ảnh này có hay không? Hạ Thiên nhìn A Cửu, có chút kỳ quái hỏi. Có hay hay không cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần phải xem xong tất cả tin tức bên trong phim. A Cửu bình tĩnh nói, cho dù là phần giới thiệu thì cũng không được bỏ qua. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy A Cửu nói rất đúng, nói không chừng trong phần giới thiệu sẽ tồn tại bí mật gì đấy. Kết quả là, Hạ Thiên với A Cửu đều xem hết phần giới thiệu. Nhưng hắn vẫn không tìm được tin tức khác thường gì trong đó, nhưng ngay lúc hắn cảm thấy phim nhựa sắp kết thúc thì lại xuất hiện hình ảnh. Còn có thêm một đoạn nữa, có vài người còn chưa đi, kinh hỉ thốt lên. Thần chiến sắp mở ra,
ngày 1 tháng 9, mùa tựu trường, chiến tranh, sẽ đến. Không có phần thêm, chỉ có một câu nói như vậy. Tiếp đó, bộ phim hoàn toàn kết thúc. Câu nói đó hình như có vấn đề thì phải. A Cửu nhìn Hạ Thiên, trên mặt xuất hiện vẻ hoài nghi, có khi nào cả bộ phim chỉ là để truyền bá tin tức này không? Ừm, rất có khả năng là như vậy. Hạ Thiên lẩm bẩm, bây giờ là tháng 8, cách ngày 1 tháng 9 còn hơn 10 ngày, chẳng lẽ đám ngốc kia chuẩn bị động thủ vào tháng 9? Đi về trước nói cho tiểu thư biết đã, người cũng bảo bé ngoan gì đó điều tra một chút. A Cửu đứng dậy đi ra ngoài. Hai người rời khỏi rạp chiếu phim, đang chuẩn bị xuống lầu rời đi thì lúc này có người đứng chắn trước mặt bọn họ. Nè, các ngươi đứng lại cho ta. Một giọng nói không vui vang lên, trước đó ở trong rạp chiếu phim nên ta mặc kệ, bây giờ lão nương sẽ từ từ tính sổ với các ngươi. Người nói chuyện chính là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, nhuộm tóc màu tím, mà bên người nàng còn có một thanh niên cũng nhuộm tóc tím. Hạ Thiên và A Cửu không xa lạ với hai người này, bởi vì bọn hắn chính là cặp đôi ngồi phía sau trong rạp chiếu phim. Hiển nhiên trước đó bị A Cửu mắng, bây giờ khó chịu tới tìm hai người để tính sổ. Dáng vẻ của nữ nhân kia có thể xem là không tệ, nhưng ăn mặc lung tung rối loạn, chính là điển hình cho loại người thích trang điểm nhưng kỹ thuật không tốt, cho dù là kẻ mắt hay son môi, nhìn qua đều rất quỷ dị. Lúc này, nàng ta đang nhìn chằm chằm vào A Cửu, dường như có chút ghen ghét A, không ngờ ngươi xinh đẹp như vậy, nhưng tuổi tác của ngươi không nhỏ, ít nhất hơn 30 đúng không? Đây là trâu già gặm cỏ non. Chuyện kia, ta cải chính một chút, nàng ấy không phải trâu già gặm cỏ non, ta cũng hơn 30, ta còn lớn tuổi hơn nàng ấy nhiều. Hạ Thiên ở bên cạnh giải thích một câu. Ngươi gạt quỷ hả? Nữ nhân đó nở nụ cười chế giễu, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là bị nàng bao dưỡng, ngươi cũng không đẹp trai, nếu không trẻ tuổi thì nàng bao nuôi ngươi làm gì? Nữ nhân kia mắng xong Hạ Thiên lại nhìn về phía A Cửu, ngươi lúc trẻ là bị người khác bao dưỡng đúng không? Ai? Nói không chừng bây giờ ngươi cũng đang bị người khác bao dưỡng, sau đó lại đi ra ngoài bao nuôi nam nhân. Thật ra thì được bao nuôi cũng không có gì, nhưng ngươi có thể chớ xen vào việc của người khác không? Ngươi có tiền ghê gớm lắm hả? Lão nương có tiền mướn phòng đấy, nhưng chỉ thích ôm hôn trong rạp chiếu phim, ngươi làm gì được ta? Cửu nha đầu, hình như nàng ta không sai, hiện tại ta đang dùng thẻ tín dụng của ngươi, coi như là bị ngươi bao nuôi rồi. Hạ Thiên nhìn A Cửu, cười hì hì nói. Ngươi cầm miệng cho ta. A Cửu giận không chỗ phát tiết, tên khốn kiếp này còn đang giúp người ngoài mắng nàng. Như thế nào, ta nói đúng rồi chứ gì? Nữ nhân kia có chút đắc ý, thôi thôi, lão nương lười tính sổ với ngươi, bây giờ ngươi xin lỗi ta, nói mình là miệng tiện. Chát! Một cái tát cắt đứt lời của nữ nhân đó. Lão tiện nhân nhà ngươi dám đánh ta. Nữ nhân kia nháy mắt đã phát điên, dương nanh múa vuốt lao về phía A Cửu. Tát! Lại thêm một cái tát. Nè, người đánh ngươi là ta. Lúc này, giọng nói của Hạ Thiên vang lên, mặc dù, A Cửu nhà chúng ta rất không ngoan, nhưng cũng không phải là người mà ngươi có thể mắng. Con mẹ nó, ngươi tự tìm cái chết. Nam nhân bên cạnh nữ nhân đó phản ứng lại. Chát. Hạ Thiên lại vứt thêm một cái tát, trực tiếp đánh cho nam nhân kia ngã chồng vó trên mặt đất. Ta không đánh người nên các ngươi cho rằng tính tình của ta rất tốt à? Hạ Thiên lẩm bẩm, a. Không đúng, thật ra tính tình của ta vẫn luôn tốt mà. Hạ Thiên cười hì hì nhìn A Cửu, Cửu nha đầu, ngươi thấy ta nói có đúng không? Đi, A Cửu trừng mắt Hạ Thiên, xoay người rời đi. Thật ra nàng vốn rất muốn đánh người, nhưng hắn đã ra tay rồi cho nên nàng lười động thủ nữa. Mà sở dĩ nàng vội vã trở về, nguyên nhân rất đơn giản, nàng không muốn đi xem một bộ điện ảnh còn phải đánh mấy trận, dù sao thì ở tiệm kem tên khốn kiếp Hạ Thiên này đã đánh hai người. Sau này, ta không bao giờ ra ngoài làm bất cứ chuyện gì với tên khốn kiếp này nữa. A Cửu âm thầm thề thốt ở trong lòng. A Cửu rời khỏi trung tâm mua sắm với tốc độ nhanh nhất, tiếp theo nhanh chóng bước về hướng bệnh viện y nhân các. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh tiểu thư, nhưng rất nhanh A Cửu đã phát hiện, đêm nay chú định sẽ có rất nhiều chuyện. Nếu không, vừa mới đi được một lát thì nàng đã bị chặn đường. Nè nè, mỹ nữ, muộn như vậy còn vội vã đi đâu đấy? Một nam nhân đầy mùi rượu nhìn chằm chằm vào A Cửu. Liên quan gì đến ngươi? A Cửu một chân đá tên nam nhân này bay lên, đừng nghĩ nàng đang mặc váy, đá người ta một chút cũng không sao, giống như rất thường xuyên đá người. Đương nhiên, thật tế thì, nàng rất ít khi đánh người, nếu nhìn kỹ động tác này có chút giống Hạ Thiên, có lẽ nàng đã bị ảnh hưởng bởi Hạ Thiên một cách vô hình.
thật ra tính khí của A Cửu vốn không được tốt, chỉ vì một thời gian dài ở chung với Y Tiểu Âm, lại thêm hiện tại địa vị của nàng rất lớn, tình huống như vậy, nàng vẫn sẽ không tức giận. Vấn đề là, tối nay nàng thật sự đã ôm một bụng tức, cứ nghĩ cuối cùng đã kết thúc, nhưng trên đường lại gặp một tên say rượu, cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa, trực tiếp dùng một chân đá bay hắn. Chỉ nghe vài âm thanh ậm ừ, tên say rượu đó rơi xuống đất, rồi im lặng. Hả, không hay rồi, Cửu nha đầu, người đánh chết người rồi. Bên tai có một giọng nói vang lên, người nói đương nhiên là Hạ Thiên. Người mới chết đó, A Cửu quay đầu nhìn Hạ Thiên, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nàng rất rõ tên say rượu kia chỉ hôn mê, căn bản không chết. Ta không có chết, không tin người sờ thử đi, ta khẳng định vẫn còn nhiệt độ. Hạ Thiên cười hi hi nói. A Cửu không quan tâm đến Hạ Thiên, chỉ tăng tốc độ đi lên, nàng cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi, nàng phải nhanh chóng quay về bên cạnh tiểu thư, nếu không nàng chắc chắn sẽ nhịn không nổi mà đánh nhau với Hạ Thiên, nhưng nàng càng hiểu, một khi nàng động thủ với hắn, nàng chắc chắn sẽ chịu thiệt. Vì không muốn chịu đau, A Cửu cuối cùng vẫn nhịn, sau đó cũng không chạy thẳng đến bệnh viện Y Nhân Các, mà trực tiếp đi đến văn phòng của Y Tiểu Âm, quay đầu nhìn một cái, lại bất ngờ phát hiện Hạ Thiên không đi theo sau. Điều này làm nàng hơi ngạc nhiên, nhưng nàng không quản nhiều như vậy, mở cửa đi vào, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong, nàng gõ cửa. Cửa rất nhanh mở ra, A Cửu lại bày ra vẻ mặt khó coi, sao ngươi lại ở bên trong? A Cửu sao ngươi lại ngốc thế? Người mở cửa là Hạ Thiên, ta đương nhiên vào từ cửa sổ rồi. A Cửu cắn chặt răng, trong lòng lại đang mắng Hạ Thiên nhiều lần, tên khốn nạn này lại thích đi đường khác thường, vừa nhìn đã biết thường xuyên lén vào phòng của nữ nhân rồi. A Cửu, phim có vấn đề gì không? Lúc này, Y Tiểu Âm trực tiếp hỏi. A Cửu không thèm quan tâm Hạ Thiên, trực tiếp kể lại tình tiết chi tiết của bộ phim, nói xong còn cố ý nhấn mạnh trailer cuối phim, nhìn như chứng phục sinh nhưng không giống chứng phục sinh, đồng thời, cũng nói ra những hoài nghi của nàng. Bên người có tin tức gì mới không? Y Tiểu Âm lại nhìn Hạ Thiên, hắn đang xem WeChat, có lẽ là đang nói chuyện với bé ngoan. Ừ, vợ Y. Bé ngoan nói từ nhà đầu tư đến bên phía quay phim của bộ phim kia đều có vẻ bình thường, còn tại sao xuất hiện đoạn trailer cuối, hiện tại nàng ấy cũng không rõ, vẫn đang điều tra. Hạ Thiên đang nói chuyện với bé ngoan, và hiển nhiên, cho đến hiện tại, hắn cũng không chắc chắn bộ phim kia có liên quan đến tổ chức diệt thần hay không. Vậy người định làm như thế nào? Y Tiểu Âm lại hỏi. Đơn giản thôi, dù gì thần tiên tỷ tỷ bọn họ không có ở đây. Ta chỉ cần bảo vệ tốt nàng với vợ tiểu Y là ổn rồi. Hạ Thiên không quan tâm lắm với việc này, thật ra nàng với vợ tiểu Y bây giờ đều rất lợi hại, có lẽ có thể tự bảo vệ cho mình, nhưng để an toàn mà nói, vợ Y, chi bằng kể từ bây giờ, cứ để ta ở cạnh bảo vệ nàng. Người vẫn nên bảo vệ Lam Y Nhân cho tốt đi, Y Tiểu Âm cáu kỉnh nói, hắn suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến những ý đồ bẩn thỉu kia. Vợ Y, thật ra ta cảm thấy nàng vẫn nguy hiểm hơn, không thì. Hạ Thiên vẫn nghĩ nên ở lại bên cạnh Y Tiểu Âm. Đáng tiếc là, Y Tiểu Âm không cho hắn cơ hội. Ta nói rồi, ta không cần, ta có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân. Y Tiểu Âm ngắt lời của Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên có chút không cam tâm. Vợ Y, bây giờ hình như cũng đã muộn rồi, ta có thể ngủ lại ở đây không? Bệnh viện có rất nhiều giường bệnh, ta có thể sắp xếp cho ngươi một cái. Y Tiểu Âm nói, đúng rồi, dù sao ngươi cũng có bệnh về thần kinh. A Cửu đứng ở bên cạnh nói, hai người đều muốn ăn đòn như nhau. Hạ Thiên có chút không vui, vợ Y, tối nay nàng không ngủ chung với ta sao? Ta không có tâm trạng đùa với ngươi, ngươi muốn ngủ ở phòng bệnh, hay muốn về Giang Hải của ngươi? Lời còn chưa nói xong, Y Tiểu Âm đã muốn phát điên, khốn nạn, ngươi cút cho ta. Hạ Thiên tên lưu manh này, ta đánh ngươi. A Cửu cùng lúc đó cũng la lên. Vào lúc nãy, A Cửu nhìn thấy Hạ Thiên đánh tiểu thư, sau đó, bản thân cũng bị đau, nhưng cuối cùng làm A Cửu tức giận là, bây giờ nàng đã không còn nhìn thấy đối phương, tên khốn đó, đánh xong đã quay người bỏ chạy rồi. Tức chết ta, A Cửu sắp phát điên lên mất, tên khốn kiếp xúc sinh không biết xấu hổ đê hèn kia. A Cửu, đừng tức giận, giọng nói nhẹ nhàng của Y Tiểu Âm vang lên, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, hiện tại. Người cũng biết, hắn chính là người như vậy. Y Tiểu Âm ngừng một chút, nói thêm, hắn chỉ dùng cách này để bày tỏ sự không hài lòng của mình, đồng thời chiếm chút tiện nghi mà thôi. Y Tiểu Âm khẽ thở dài một hơi,
trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng, nàng cứ nghĩ rằng mình có thể giữ khoảng cách với Hạ Thiên mãi mãi, nhưng bây giờ nàng bắt đầu nhận ra, điều này dường như không thể. Lúc này, Hạ Thiên thật sự có chút phiền muộn, đã hơn 10 năm rồi, tại sao vợ y vẫn không chịu nghe lời chứ? Không lẽ thật sự phải đánh nàng một trận, đánh đến khi nàng nghe lời mới thôi? Nghĩ lại, lúc đầu muội muội chân dài xinh đẹp hình như cũng bị hắn đánh đến nghe lời, với lại, cô vợ yêu nữ Cơ Thanh Ảnh cũng bị hắn đánh không ít mới nghe lời. À, hình như không đúng, muội muội chân dài hình như cũng không nghe lời lắm, còn thường xuyên hố hắn hết lần này đến lần khác. Tìm một cô vợ nghe lời thật khó. Hạ Thiên nghĩ như vậy, sau khi nghĩ lại, hình như mấy người vợ mà hắn tìm thấy đều không có ai nghe lời. Lúc trước, hắn cũng cảm thấy bọn họ có chút nghe lời, nhưng lần này, bọn họ đều lén lút bỏ trốn, lại không có người nào nói với hắn, tất cả chính là đang cùng nhau hố người chồng như hắn. Đợi tìm thấy được bọn họ rồi, nhất định phải đánh bọn họ một trận. Ừ, thần tiên tỷ tỷ cũng phải đánh nhưng chỉ là có thể đánh nhẹ một chút mà thôi. Hạ Thiên vừa bay về Giang Hải, vừa suy nghĩ ra những ý nghĩ xấu đối với những cô vợ của hắn, sau đó tâm trạng có chút không vui. Mãi cho đến khi Hạ Thiên về đến cao ốc thần y, trong phòng ngủ gặp được Lam y nhân vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, tâm trạng hắn vui lên rất nhiều, may quá, vẫn có vợ ngủ với hắn. Lam y nhân có chút buồn bực, nàng vốn muốn tắm xong rồi ngủ một giấc. Bây giờ, đừng nghĩ đến ngủ nữa. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng. Chồng, ta đói rồi, giúp ta đi mua đồ ăn sáng đi. Lam y nhân nằm trong lòng Hạ Thiên nhõng nhẽo. Được, Hạ Thiên nhanh chóng mặc đồ bay ra khỏi cửa sổ. Chưa đến 10 phút sau, Hạ Thiên đã bay vào từ cửa sổ. Lam y nhân đã mặc đồ chỉnh tề, đang cầm điện thoại, vẻ mặt khó chịu. Vợ tiểu y, ai làm nàng không vui thế? Hạ Thiên có chút kinh ngạc nói. Không để Lam y nhân kịp trả lời, Hạ Thiên lại nói, ăn sáng trước đi, không ăn no lấy sức đâu mà tức giận. Lam y nhân cũng đang đói, dù sao cũng bị tên nam nhân của nàng hành một đêm, quá tốn sức, cho nên nàng bắt đầu ăn sáng ngay, vừa ăn vừa nói, thật ra chính là mấy phóng viên đó nói nhảm, chồng nhìn tin tức mới này đi. Hạ Thiên cầm điện thoại, tiện tay mở trình duyệt, sau đó thấy tiêu đề bắt mắt, chủ tịch biến mất, chủ tịch hiện tại bỏ công việc, nhiều giám đốc điều hành rời đi, thần y sắp phải đóng cửa. Lại là tên phóng viên ngu ngốc nào nói nhảm đây? Hạ Thiên lẩm bẩm, cùng lúc đó bấm xem tin tức. Thực ra nội dung của tin mới này, 9 phần là sự thật, dù sao Diệp Mộng Oanh đã thật sự mất tích rồi, còn Tô Bối Bối cũng bỏ công việc mà đi ra nước ngoài chơi, chỉ là nhiều giám đốc điều hành từ chức, thật ra đúng hơn là bị khai trừ, đương nhiên, cũng có một số bị đào đi vì lương cao, nhưng cái gọi là tập đoàn thần y sắp bị đóng cửa, hoàn toàn chỉ là gạt người. Đúng vậy, mấy tên phóng viên đáng ghét đó, dựa vào đâu mà nói ta là bình hoa chứ? Còn nói ta là kẻ xui xẻo. Lam y nhân rất tức giận, rất hiển nhiên, đây mới là nguyên nhân nàng tức giận. Không thể không nói, phóng viên viết bài báo này, có năng lực điều tra rất cao, Lam y nhân mới làm việc ở đây 2 ngày, đã bị người ta điều tra rõ ràng, chỉ là, trong bài báo có nói Lam y nhân là mỹ nhân đẹp nhất thành phố Quế, căn bản thực tế chỉ là một bình hoa di động, nhưng lúc trước nàng điều hành y nhân các, đã bị đốt, thậm chí còn nói Lam y nhân ở thành phố Quế chỉ là một con chuột chạy qua đường. Căn bản không sống được nữa, mới đến Giang Hải. Phóng viên còn thể hiện sự hoài nghi về việc Lam y nhân trở thành thư ký đặc biệt của Tô Bối Bối, vì phóng viên nghĩ không thông, Lam y nhân làm sao có thể trở thành thư ký của Tô Bối Bối chứ? Dạ theo suy đoán của phóng viên này, thì Tô Bối Bối năng lực không đủ, không biết nhìn người. Nếu Tô Bối Bối nhìn thấy tin tức này, chắc chắn sẽ phát điên lên, chỉ là, bây giờ Tô Đại Tiểu Thư đang bay trên không thỏa thích, không biết đang đi chơi ở đâu nữa. Không sao, vợ tiểu y, nàng không cần tức giận như vậy, thật ra làm bình hoa cũng tốt mà, ta đặc biệt rất thích bình hoa, Hạ Thiên cười nói, việc nói nàng là kẻ xui xẻo, nàng không cần để ý nhiều, nàng có thể gặp ta, chính là vận may rất lớn nhất trên đời, trong thế giới này, chỉ có vài người có được vận may như vậy. Lam y nhân không nói được gì, cuối cùng thì chồng nàng có biết như thế nào là an ủi người khác không vậy? Chỉ là nếu như vợ tiểu y không vui, ta đi đánh tên phóng viên đó một trận. Hạ Thiên lại nói. Lam y nhân cảm thấy, như vậy có thể miễn cưỡng xem là an ủi. Bỏ đi, chồng, đừng quan tâm nữa, chuyện này để ta xử lý. Lam y nhân lắc đầu, ta muốn họ biết được, Lam y nhân ta không phải là bình hoa. Mặc dù Lam y nhân biết dáng vẻ của mình dễ nhìn,
cũng biết mình được Hạ Thiên vừa ý cũng vì cái dáng vẻ dễ nhìn này, thậm chí nàng cũng biết Hạ Thiên không ngại việc nàng làm bình hoa, nhưng chính nàng lại không muốn làm bình hoa. Ở thành phố Quế, Lam đại tiểu thư nàng là nhân vật có thủ đoạn, chỉ là bởi vì việc Hạ Thiên xuất hiện làm cho cuộc sống của nàng bị rối loạn, dường như trong khoảng thời gian này thật sự biến nàng thành bình hoa. Tuy nàng không phải là tổng giám đốc, chỉ là trợ lý tổng giám đốc, nhưng việc Tô Bối Bối giao quyền hạn cho nàng thì trên thực tế đã tương đương với việc nàng là đại diện của tổng giám đốc. Hơn nữa, nàng bây giờ đã biết, công ty nhà này trên bản chất là thuộc về Hạ Thiên, mà Hạ Thiên là nam nhân của nàng. Nàng tới quản lý công ty này cũng là chuyện đương nhiên, không có gì không được. Chồng à, mấy ngày nay, anh đừng đến tìm ta nữa, anh đi tìm Bối Bối hoặc những người khác chơi đi. Lam Y Nhân muốn làm việc thật tốt thì phải đuổi Hạ Thiên đi, nếu không thì nàng không cách nào làm việc được. Nhưng vợ Tiểu Y Y, ta càng thích tới tìm nàng đó. Thật ra Hạ Thiên không phải không muốn đi tìm người khác chơi, mấu chốt là vợ Y Y không nghe lời, không chơi cùng với hắn, nhà đầu Bối Bối cũng không nghe lời, cũng không chơi cùng với hắn, cuối cùng vẫn chỉ có vợ Tiểu Y Y tương đối nghe lời. Tóm lại anh đừng đến tìm ta nữa, bây giờ, ta phải quản lý chuyện công ty thật tốt. Lam Y Nhân oán thầm Hạ Thiên, rõ ràng hắn ưa thích Bối Bối hơn, càng thích đi tìm Y Tiểu Âm, chỉ là các nàng không cho hắn làm loạn mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lam Y Nhân lại nói, chồng à, nếu ta không giải quyết được chuyện của công ty, vậy ta chỉ có thể gọi Bối Bối trở về, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nhờ ngươi đến giúp đỡ đó. Nhờ hắn đến giúp đỡ. Hạ Thiên lập tức cảm thấy không thể như thế được, hắn cũng không có tâm tư vào trong công ty giúp làm việc vặt. Còn về chuyện để cho nha đầu Bối Bối kia trở về, dường như cũng không phải là chuyện xấu, tuy nhiên nếu như Tô Bối Bối chuyên tâm làm tổng giám đốc thì chẳng phải hắn cũng không cách nào tìm nàng chơi sao. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Hạ Thiên quyết định, vẫn là để vợ Tiểu Y Y lo chuyện trong công ty cho tốt, như vậy mọi người đều thả lòng. Được thôi, vợ Tiểu Y Y, vậy mấy ngày này ta sẽ không tìm nàng. Hạ Thiên nhìn Lam Y Nhân, tuy nhiên, nếu nàng nhớ ta thì ta lập tức sẽ trở về. Biết rồi. Nếu ta có rảnh thì sẽ gọi điện thoại cho anh. Lam Y Nhân nói với giọng dịu dàng, nàng biết tạm thời mình chắc chắn sẽ không nghĩ đến nam nhân này, nàng còn muốn buổi tối có thể nghỉ ngơi thật tốt nữa. Còn về một thời gian dài nữa có thể nghĩ tới hắn hay không, cái đó phải coi lại. Vợ Tiểu Y Y, vậy ta đi ra ngoài chơi đây. Hạ Thiên nói xong thì nhảy ra khỏi cửa sổ. Lam Y Nhân nhẹ nhàng thở ra, cái tên quấn người này cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên lại nhảy vào từ cửa sổ. Chồng, sao anh, Lam Y Nhân mới nói mấy chữ thì miệng bị chặn lại. Đi ra ngoài thì phải hôn vợ một chút, vừa nãy ta quên mất. Hạ Thiên buông Lam Y Nhân ra, cười hì hì, sau đó, nhảy ra khỏi cửa sổ. Lam Y Nhân dở khóc dở cười, nhưng chẳng biết tại sao ở đáy lòng lại không ngừng tuôn ra từng tia ấm áp. Hít một hơi thật sâu, Lam Y Nhân đứng dậy, đi ra ngoài phòng ngủ. Nàng thật sự muốn bắt đầu quản lý cái gọi là công ty cổ phần tập đoàn thần y khổng lồ, mà nàng nhất định quản lý công ty thật tốt, bởi vì đây là sản nghiệp của nam nhân nàng. Cũng là của nàng. Giờ phút này, dường như Lam Y Nhân thật sự đã tìm được một nơi để trở về. Tuy nhiên lúc này, Hạ Thiên lại không biết nên đi nơi nào mới được. Đi tìm vợ Y Y hình như cũng chơi không được lắm, hơn nữa lúc tối qua hắn rời đi, còn thuận tay đánh nàng một cái, lúc này đi tới. Hơn nửa là nàng còn tức giận. Còn về nha đầu Tô Bối Bối kia thì đang tự thả lỏng mình ở bên ngoài, nàng thả mình không phải là ví von, mà là thật sự thả mình, chính là bay lung tung ở trên trời, thấy hứng thú với chỗ nào là ở lại vui chơi. Hạ Thiên cảm thấy cái này chơi không vui, cho nên hắn cũng không muốn đi tìm Tô Bối Bối lắm, dù sao thì Tô Bối Bối cũng sẽ không chơi những thứ hắn hay chơi. Thế giới này thật sự đã thay đổi, người đẹp trai như ta lại không có vợ ở bên cạnh. Hạ Thiên lẩm bẩm, hắn cảm thấy thế giới bây giờ thật sự đối xử không tốt với người đẹp trai nhất thế giới như hắn. Rát, nhanh chóng dừng lại thì có âm thanh truyền đến bên tai Hạ Thiên, đồng thời một giọng nói quen thuộc truyền tới tai Hạ Thiên, anh rể, người đang đi bộ sao? Hạ Thiên vừa quay đầu đã thấy được Hàm Hàm, nhà đầu này đang cực kỳ tò mò nhìn Hạ Thiên. Nàng cảm thấy Hạ Thiên thật sự quá nhàm chán, vừa sáng sớm đã chạy tới dọc đường đi bộ. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, hắn không muốn nói bậy với nhà đầu này, dáng người kém cũng tạm được đi, đã vậy lúc nào cũng muốn hố hắn. Nếu dáng người tốt như muội muội chân dài thì hắn không ngại bị hố, sau khi bị lừa thì càng có cớ để trừng phạt nàng,
nhưng Hàm Hàm là nha đầu không có ngực cũng không có mông, bị hố còn không khác gì bị thua thiệt. Nếu anh dễ chán thì có thể đi chơi với ta có thể dẫn ngươi đi chơi. Hàm Hàm nháy đôi mắt to xinh đẹp, ta nói cho ngươi, bây giờ ta đang đi tới một nơi thú vị đó, ta có người bạn làm dẫn chương trình, ngươi biết dẫn chương trình là gì không? Chính là mỹ nữ livestream trên điện thoại. Ai, anh dễ chờ một chút đi. Hàm Hàm còn chưa nói xong đã phát hiện Hạ Thiên rời đi, lập tức hơi bực mình, sau đó cũng lười quan tâm hắn. Bác tài xế, tiếp tục lái xe thôi. Hàm Hàm dặn tài xế tiếp tục chạy tới công ty livestream nổi tiếng nào đó. Mặc dù Hạ Thiên chán nhưng vẫn là không có hứng thú đi chơi với Hàm Hàm. Tuy nhiên, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hạ Thiên đang chán thuận tay nhận cuộc gọi, mà điện thoại vừa kết nối, bên kia đã truyền đến giọng nói hưng phấn, sư phụ, là ta, ngươi đang ở đâu vậy? Ta đến tìm ngươi có được hay không? Không được, Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu, người gọi điện thoại tới là Trần Thanh Thanh, mặc dù Hạ Thiên cảm thấy vóc người bây giờ của Trần Thanh Thanh đẹp hơn không ít, nhưng hắn không nghĩ đến việc đi chơi cùng với nàng. Tại sao sư phụ lại trả lời nhanh như vậy chứ? Trong giọng nói của Trần Thanh Thanh có sự buồn bực, vậy nếu không thì ngươi đến tìm ta đi. Ta tìm một người giúp ta thiết kế trang phục, nhưng ta không biết ngươi thích nhìn ta mặc cái gì, ngươi qua đây xem đi. Nếu dáng người của ngươi đẹp thì mặc cái gì đều đẹp cả. Hạ Thiên lười biếng nói, coi như vậy đi, ta vẫn đi tìm vợ y chơi đây. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, ban đầu hắn thật sự thích thành phố Giang Hải, nhưng bây giờ, hắn lại bắt đầu thấy thật ra Giang Hải cũng không có gì thú vị. Vợ tiểu y phải đi làm việc, nhà đầu Tô Bối Bối kia thì chạy mất, dáng người của Hàm Hàm lại quá kém, nhà đầu Triệu Thanh Thanh này trổ mã mười mấy năm mà vẫn chăm sóc hơi không tốt, còn Băng Băng, Tiểu Kiều, mỹ nữ tỷ tỷ các nàng đều chạy mất. Nơi này, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Tuy người quen biết ở đây cũng khá nhiều, nhưng những người Kiều Đông Hải, Tô Tiểu Sán, Hoàng An Bình này hắn đều không có nhiều hứng thú mà đi chơi cùng bọn hắn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên cảm thấy vẫn là đi vọng cảng đi. Cho dù vợ y còn đang tức giận thì cũng không sao cả. Hạ Thiên hạ quyết tâm, đột ngột biến mất tại chỗ, bay tới vọng cảng. Mà ở Giang Hải, trong biệt thự Trần gia, Trần Thanh Thanh lại cực kỳ buồn bực. A, à, tức chết ta rồi, sư phụ vẫn đáng ghét như thế. Triệu Thanh Thanh muốn đập điện thoại, vóc người bây giờ của ta rõ ràng đã rất tốt, ta thật sự muốn ở cởi hết trước mặt hắn để hắn thấy cho rõ sao. Nghĩ thì nghĩ. Đương nhiên Trần Thanh Thanh sẽ không thật sự làm như vậy, nàng rất nhanh tỉnh táo lại, vẫn nên đi gặp nhà thiết kế, nàng nhất định phải bảo nhà thiết kế làm ra một bộ trang phục làm cho tên sư phụ sắc lang đó liếc mắt nhìn đã muốn ôm nàng. Hạ Thiên không tốn bao nhiêu thời gian đã tới vọng cảng, mà lần đầu tiên hắn thấy Y Tiểu Âm thì lập tức muốn ôm nàng đi, bởi vì thật sự bây giờ Y Tiểu Âm nhìn rất đẹp. Bình thường Y Tiểu Âm lúc nào cũng ăn mặc rất nghiêm chỉnh, nhưng bây giờ rõ ràng Y Tiểu Âm vừa mới tắm rửa xong. Mà nàng không ngờ tới Hạ Thiên sẽ xuất hiện vào lúc này, cho nên nàng đang mặc đồ ngủ đó. Vợ y, bộ quần áo này của nàng thật đẹp. Hạ Thiên lập tức khen ngợi. Ngươi còn dám tới, Y Tiểu Âm có hơi tức giận chừng Hạ Thiên, nàng lập tức nhớ lại tối hôm qua tên khốn này đánh lén nàng và A Cửu sau đó chạy trốn. Tên cầm thú Hạ Thiên nhà ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Giọng nói tràn đầy tức giận của A Cửu truyền tới. Hạ Thiên vừa quay đầu, nhìn A Cửu ăn mặc chỉnh tề. Sau đó lắc đầu, cửu nha đầu, bộ đồ này của ngươi thật khó coi. Cũng không phải cho ngươi xem. A Cửu hung hăng trừng mắt Hạ Thiên, nàng nhớ rõ ràng hôm qua mặc váy, hôm qua tên khốn này còn nói mặc váy đẹp nữa chứ. Cửu nha đầu, coi như ngươi mặc cho người khác nhìn, cũng phải ăn mặc đẹp mắt một chút đi, không thể bởi vì không cho ta nhìn mà cố ý ăn mặc không đẹp được. Hạ Thiên nở nụ cười. Bệnh tâm thần, ai cố ý ăn mặc khó coi. A Cửu rất tức giận, còn có. Tối hôm qua tên khốn nhà ngươi lại dám đánh tiểu thư, bây giờ ngươi còn dám tới chỗ của tiểu thư. Việc này thì có gì không dám chứ? Hạ Thiên có hơi buồn bực, đánh là thương, mắng là yêu, nếu vợ y cảm thấy bị ta đánh là chịu thiệt thòi, nàng có thể đánh lại ta bảo đảm không đánh trả. Sau đó, Hạ Thiên lại bổ sung một chút, tuy nhiên, vợ y chỉ có thể đánh chỗ ta đã đánh nàng. Lưu manh, A Cửu lại nhìn không được phải mắng chửi người. Tên khốn này thật sự là không cần thể diện. Ta và A Cửu đang chuẩn bị ra sân bay. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, giọng hờ hững, chúng ta định ra nước ngoài một chuyến, trên đường phải ngồi trên máy bay mười mấy tiếng, người muốn đi cùng không? Vợ y, nàng muốn đi đâu? Hạ Thiên hơi buồn bực, cũng hơi phiền muộn,
trên máy bay mười mấy tiếng. Chuyện đó quá chán, không thể trực tiếp bay qua sao. Ngươi không cần phải quan tâm việc ta đi nơi nào, ngươi muốn thì đi theo, không muốn đi thì đừng đi, chúng ta vốn không muốn ngươi đi theo. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Thì ra là thế, Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, vợ y, vậy ta vẫn là không đi, các ngươi đi đi. Dừng một chút, Hạ Thiên lại nói, chờ nàng xuống máy bay, ta sẽ đến tìm nàng. Nếu đã như thế, vậy chúng ta đi trước. Y Tiểu Âm rất thẳng thắn lập tức đi ra ngoài, mà tất nhiên A Cửu cũng lập tức đi theo. Vợ y, nàng muốn đi rời khỏi cũng nên hôn chồng một cái chứ. Hạ Thiên ở phía sau hô một tiếng. Y Tiểu Âm xem như không nghe thấy, bước chân lại không tự chủ tăng nhanh một chút. Hai người rất nhanh đã ra khỏi bệnh viện, lên xe, sau đó chạy tới sân bay. Lái xe đi được mấy cây số, A Cửu mới rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi, tiểu thư, người thật sự muốn ra nước ngoài sao? Vốn là định qua một thời gian ngắn rồi đi, không ngờ tên khốn kia quấn lấy không ngừng, vẫn nên đi sớm. Trong giọng Y Tiểu Âm có hơi bất đắc dĩ, ta thật sự sẽ đi qua đó bằng máy bay, ít nhất ở trên máy bay thì ta có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, hắn là loại người không ngồi yên, sẽ không đi máy bay với ta. Dừng một chút, Y Tiểu Âm lại nói, bây giờ, ngay cả thẻ căn cước hắn cũng không có, không ngồi máy bay được. Thế nhưng, tiểu thư, cái tên khốn kia biết ngươi đi nước ngoài, nói không chừng sẽ trực tiếp ra nước ngoài tìm ngươi. A Cửu có hơi bất an. Chắc sẽ không đâu, Y Tiểu Âm lắc đầu, hắn không thích ra nước ngoài, hơn nữa, còn chưa nói đến việc hắn sẽ lạc đường, ngôn ngữ cũng không biết, chắc chắn hắn sẽ không thích ở nơi đó. Điều này cũng đúng, A Cửu suy nghĩ, giống như đúng là như vậy. A Cửu, ngươi không cần đi với ta, tuy nhiên, ngươi có thể trở về bệnh viện vào tối nay, đến lúc đó hắn hẳn đã đi rồi, sẽ không chạy tới quấn ngươi. Y Tiểu Âm lại mở miệng nói. Vâng, tiểu thư, ta đưa ngươi ra sân bay trước. A Cửu gật đầu. Những ngày này, A Cửu lại không thể không chấp nhận một sự thật, đó chính là mặc kệ là nàng hay là tiểu thư nhà nàng, thật ra đều không có cách nào giữ chân Hạ Thiên. Mà từng ấy năm tới nay, tiểu thư nhà nàng nhìn như không tiếp tục lọt vào thủ đoạn âm hiểm của tên khốn Hạ Thiên đó, chẳng qua là bởi vì nữ nhân bên Hạ Thiên quá nhiều, mà tiểu thư nhà nàng cũng không làm chuyện gì, điều duy nhất đã làm, chính là giống như bây giờ, trốn tránh. Bây giờ, bất luận là nàng hay là tiểu thư nhà nàng, đều có thể làm, thật ra cũng đều chỉ là trốn tránh thôi. Xe rất nhanh đã tới sân bay, Y Tiểu Âm xuống xe, mà A Cửu khi chuẩn bị xuống xe lại bị Y Tiểu Âm ngăn cản. A Cửu, ngươi không cần xuống, đi thẳng về là được. Y Tiểu Âm mở miệng nói. Vâng, tiểu thư, A Cửu cũng không kiên trì. Y Tiểu Âm đóng cửa xe, đi vài bước, nhưng lại ngừng lại, một lần nữa quay lại bên cạnh xe. A Cửu, nếu hắn còn ở đó, ta nói là lỡ như hắn còn chưa rời đi. Y Tiểu Âm khe khẽ thở dài, đừng chống chọi lại hắn. Tiểu thư, ta đã biết, A Cửu gật đầu. Mặt khác, phải cẩn thận một chút, gần đây, kẻ thù của chúng ta rất nhiều. Y Tiểu Âm lại dặn dò một câu, sau đó mới quay người rời đi. Thẳng đến khi Y Tiểu Âm biến mất khỏi tầm mắt, A Cửu mới lái xe trở về. Nửa giờ sau, A Cửu trở lại bệnh viện. Nhìn thấy cửa phòng làm việc đã đóng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, mở cửa đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Cửu nha đầu, vì sao bây giờ ngươi mới trở về? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cạnh, thiếu chút nữa thì dọa A Cửu hét ầm lên. Tuy nhiên, A Cửu cuối cùng vẫn nhịn được, nàng vừa quay đầu, liền phát hiện Hạ Thiên đang ngồi trên ghế salon, lập tức hơi tức giận, tại sao ngươi còn chưa đi? Cửu nha đầu, tại sao ta phải đi chứ? Hạ Thiên hơi ngạc nhiên nhìn A Cửu, ta tới tìm các ngươi để chơi mà. Tiểu thư đã đi, A Cửu tức giận nói. Không quan trọng, vợ y đi thì ta vẫn có thể tìm ngươi mà chơi. Hạ Thiên cười nói, mặc dù ngươi không nghe lời như vợ y, hơn nữa ngươi cũng chỉ là một nha hoàn, nhưng ta không ngại, ta cảm thấy chơi với ngươi rất vui. A Cửu muốn tát một tai vào trên mặt Hạ Thiên, cái tên khốn này nói bậy bạ gì thế? Cái gì gọi là chơi với nàng rất vui? Đây là xem nàng như đồ chơi sao? Ta không chơi với ngươi, A Cửu cắn răng nói. Không quan trọng, ta không ngại, Hạ Thiên rất chán, ta chơi với ngươi là được rồi. Hạ Thiên ngươi là tên khốn kiếp, rốt cuộc ngươi có biết phải trái hay không? A Cửu hơi sụp đổ, làm sao người này lại hoàn toàn không có cách nào để nói nửa điểm đạo lý chứ? Ta biết rõ phải trái nha, Hạ Thiên một mặt vô tội, ta luôn nói đạo lý.
nói đạo lý của ngươi ở chỗ nào? A Cửu rất tức giận, ta rõ ràng không muốn chơi với ngươi, tại sao ngươi phải ở đây? Bởi vì ngươi là nha hoàn đó, là nha hoàn thì không có nhân quyền. Hạ Thiên nghiêm túc nói, cho nên lời ngươi nói không tính, lời ta nói mới tính. Ta không phải là nha hoàn của ngươi. A Cửu cắn răng. Ngươi là nha hoàn của vợ y, tương đương chính là nha hoàn của ta. Hạ Thiên vẫn có bộ dáng nói đạo lý, bây giờ vợ y không ở đây, ngươi sẽ thay thế cho vợ y đi chơi với ta, đây là nghĩa vụ nha hoàn của ngươi. Ngươi xem, có phải lời ta nói rất có đạo lý hay không? Mặc dù sớm biết logic của Hạ Thiên hơi thái quá, nhưng bây giờ A Cửu vẫn có loại cảm giác như sắp điên, đặc biệt là nhìn bộ dạng này của Hạ Thiên, hắn thật sự cho rằng mình nói rất có đạo lý. A Cửu rất cố gắng mới làm cho mình không điên lên, nàng nhìn Hạ Thiên, dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù Hạ Thiên nói bậy nói bạ, nhưng nàng tìm được trong lời nói của Hạ Thiên một vài biện pháp để giải quyết vấn đề. Nếu ta chơi với ngươi, có phải ngươi sẽ không đi làm phiền tiểu thư hay không? A Cửu nhìn Hạ Thiên, lạnh lùng hỏi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm A Cửu, nhìn kỹ một chút, sau đó cười nói, Cửu nha đầu, mặc dù bây giờ vóc dáng của ngươi rất khá, ta cũng khá là yêu thích ngươi. Nhưng ngươi vẫn là không có đẹp như vợ y, ta cũng sẽ không vì ngươi mà không đi với vợ y. Không đợi A Cửu nói chuyện, Hạ Thiên lại chuyển đề tài, nhưng Cửu nha đầu, vợ y không quá nghe lời, nếu như ngươi có thể nghe lời hơn, ta sẽ có thể chơi với ngươi nhiều hơn, à, ta sẽ đối tốt với ngươi hơn một chút. A Cửu âm thầm cắn răng, nàng biết căn bản ý nghĩ của mình không có thể thực hiện, ban đầu nàng còn nghĩ tới việc giao dịch với Hạ Thiên, dùng nàng để thay thế tiểu thư nhà nàng. Nếu như Hạ Thiên nguyện ý đồng ý với điều kiện này, nàng cảm thấy mình có thể nhịn, theo tên cầm thú này chịu giày vò. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện điều đó căn bản không thể nào, mặc dù tên khốn này có hứng thú với nàng, nhưng lại có hứng thú với tiểu thư nhà nàng hơn. Quỷ mới nghĩ tên khốn người đối xử tốt với ta, A Cửu giận dữ nghĩ thầm trong lòng. Giận thì giận, nhưng bây giờ A Cửu đã ý thức được, nàng thật sự cần nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề này, cuộc sống yên bình mười mấy năm trước đó, hiển nhiên đã kết thúc. Vấn đề là, bây giờ nàng rốt cuộc phải làm gì đây? Cách xa hắn một chút. Thật ra điều này có thể, A Cửu tin tưởng, nếu như nàng trốn tránh, cái tên khốn không này sẽ tốn nhiều tâm tư đi tìm nàng, mà nếu như nàng rời khỏi tiểu thư, vậy trên cơ bản nàng có thể tự do. Nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng không thể để lại tiểu thư một mình mà xử lý cục diện này, bất kể xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể bỏ tiểu thư. Như vậy, sẽ mang ý nghĩa, nàng nhất định phải ứng phó chính diện với Hạ Thiên, ứng phó với mọi chuyện có thể sẽ xảy ra. Sao ngươi biết ta không đi? A Cửu nhìn Hạ Thiên, mở miệng hỏi. Cửu nha đầu ngươi thật ngốc, đương nhiên là bé ngoan nói cho ta biết. Hạ Thiên lười biếng nói, vợ y mua vé máy bay, ngươi không mua vé máy bay. Duỗi lưng một cái, Hạ Thiên đứng lên, Cửu nha đầu, bệnh viện rất chán, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hạ Thiên vừa nói vừa lấy tay ôm A Cửu theo bản năng muốn né tránh, mà thật ra nàng có thể tránh thoát, nhưng hơi suy nghĩ, cuối cùng nàng không né tránh, tùy ý Hạ Thiên ôm eo của nàng. Đương nhiên, trên thực tế thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên ôm nàng, nhưng đây là lần đầu tiên dưới tình huống nàng có thể tránh. Nếu không né tránh, chẳng khác gì là cho phép động tác của Hạ Thiên. Ngươi muốn đi chơi ở đâu? A Cửu mở miệng hỏi. Việc này, thật ra ta cũng không biết. Hạ Thiên nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là không biết nên đi đâu. À, đúng rồi, Cửu nha đầu, hình như biệt thự của ta ở đây, hay là chúng ta đi tới biệt thự chơi đi? Ngươi không thể nghĩ tới chỗ khác sao? A Cửu âm thầm cắn răng, biệt thự kia nàng cũng biết, trước kia nàng còn từng đi qua. Sau này xảy ra chuyện đó làm cho nàng cả một đời chỉ còn lại sự hối hận. Mà tên khốn này rời bệnh viện thì lại đi biệt thự, hắn muốn làm gì thì còn phải hỏi sao. Cho dù bây giờ nàng định đến gần với tên khốn này, làm cho hắn cách xa tiểu thư một chút, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể để cho tên khốn này muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, nàng không có ý định để cho tên khốn này muốn làm gì thì làm, nhiều nhất là để cho tên khốn này chiếm chút món lời nhỏ mà thôi, giống như ôm ôm ấp ấp. Bây giờ, nàng cũng chấp nhận nhưng chuyện quá đáng hơn thì nàng không thể tiếp nhận được. Cửu nha đầu, ta chơi với ngươi, nếu ngươi có nơi tốt hơn để đến thì ta sẽ không để ý đi với ngươi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ta nói đi đâu thì ngươi cũng sẽ đi sao? A Cửu nhìn Hạ Thiên, hừ nhẹ một tiếng hỏi. Ừ, bây giờ ngươi tương đối ngoan, ta quyết định ban thưởng cho ngươi, hôm nay cho ngươi tính. Hạ Thiên cười hì hì,
đồng thời lại ôm eo A Cửu thật chặt, hắn nói tới việc A Cửu tương đối ngoan, rõ ràng chỉ việc A Cửu ngoan ngoãn để hắn ôm. Vậy đi thôi, A Cửu lập tức có chủ ý. Một giờ sau, một cửa hàng làm tóc. Cửu nha đầu, người muốn làm tóc tới 6 tiếng. Hạ Thiên buồn bực, cửu nha đầu này nói muốn làm một kiểu tóc thật đẹp, sau đó chạy đến nơi đây, không biết đã nói gì với thợ cắt tóc. Cuối cùng, nàng nói cho Hạ Thiên, phải làm kiểu tóc của nàng thật đẹp, đại khái phải tốn 6 tiếng, nói Hạ Thiên chờ ở đây. Hạ Thiên lập tức cảm thấy, cái này còn không khác với việc cùng đi máy bay với vợ y y. Đúng vậy, người không biết nữ nhân làm tóc đều cần thời gian rất lâu sao. A Cửu nhìn Hạ Thiên, ta muốn tóc mình trở nên đẹp mắt một chút, sau đó ra ngoài dạo phố, chuyện này cũng không được sao. Thật ra kiểu tóc bây giờ của ngươi cũng không tệ. Hạ Thiên nhìn A Cửu nói, không cần phải làm kiểu tóc mới đâu. Ta không thích kiểu tóc hiện giờ không được sao. A Cửu hừ nhẹ một tiếng, ta muốn đổi một kiểu tóc mới. Tiên sinh, tuy kiểu tóc hiện giờ của bạn gái ngài cũng rất đẹp, nhưng thật ra con gái đều sẽ thường xuyên đổi kiểu tóc mới mà ta bây giờ ta thiết kế cho bạn gái ngài chắc chắn sẽ giúp cho bạn gái ngài trông càng nữ tính, hấp dẫn hơn. Lúc này, nhà tạo mẫu tóc bên cạnh cũng mở miệng nói. Nhà tạo mẫu tóc này là một nữ nhân, lời nói cũng dễ nghe. Thật không, Hạ Thiên nhìn nhà tạo mẫu, người định làm kiểu tóc nào cho nàng? Tiên sinh, ngài xem, chính là kiểu này. Nhà tạo mẫu chỉ vào một bức ảnh treo trên tường, kiểu tóc này rất hợp với bạn gái ngài. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn, sau đó thuận miệng nói, cửu nha đầu, không phải chỉ là tóc xoăn thôi sao? Để làm kiểu tóc như thế này mà phải mất 6 tiếng đồng hồ sao? Tiên sinh, tóc xoăn khá mất thời gian, hơn nữa, kỹ thuật làm tóc xoăn mà chúng ta sử dụng. Nhà tạo mẫu còn chưa nói xong thì đột nhiên trợn tròn mắt, này, người này đang làm gì vậy? Ngươi làm gì thế? Lúc này, A Cửu cũng hơi nổi cáu, người này đột nhiên làm gì trên đầu nàng vậy? Cửu nha đầu, để ta giúp ngươi uốn tóc. Hạ Thiên cười nói, đảm bảo không cần tới 6 tiếng, 6 phút cũng không đến. Này, ngươi đừng làm rối tóc ta. A Cửu nhất thời hơi nóng nảy, nếu tên gia hỏa này chẳng may làm hỏng tóc nàng thì thật phiền phức, tóc nàng có thể dài như bây giờ cũng không dễ dàng. Cửu nha đầu, đừng vội, sẽ xong ngay thôi. Hạ Thiên an ủi A Cửu. A Cửu nhìn bản thân trong gương, đồng thời nhìn Hạ Thiên, chỉ thấy hai tay của Hạ Thiên đang di chuyển rất nhanh trên đầu nàng, thậm chí nàng còn không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, mà nhà tạo mẫu tóc kia chắc chắn càng không thấy gì. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng A Cửu dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng biết dù bản thân có nói gì cũng vô dụng, bây giờ nàng chỉ có thể trông chờ tên khốn Hạ Thiên không làm rối tóc nàng. Được rồi, lúc này, giọng nói của Hạ Thiên vang lên, toàn bộ quá trình này quả thật không đến 6 phút, trên thực tế cũng chỉ có 2 phút. Chuyện này sao có thể làm được? Trên mặt nhà tạo mẫu tóc tràn đầy vẻ khó tin, người này chỉ dùng tay xoa loạn trên đầu người ta lại có thể làm tóc xoăn. Lúc này, A Cửu cũng hơi ngẩn người, nàng biết Hạ Thiên rất có bản lĩnh, nhưng nàng trước nay chưa bao giờ nghĩ tới. Tên gia hỏa này thậm chí còn có thể làm tóc, tuy chỉ dựa theo mẫu nhưng trong 2 phút đã thật sự làm được kiểu tóc xoăn cho nàng, thậm chí còn vượt quá dự đoán của nàng. Chà, cũng không tệ lắm, cửu nha đầu, kiểu tóc này quả thật giúp ngươi trông đẹp hơn đấy. Hạ Thiên rất hài lòng đối với kiểu tóc này, tóc của A Cửu vốn dĩ đen dài và thẳng, càng có vài phần tư vị của thiếu nữ, tóc xoăn hiện giờ trông càng trưởng thành hơn, phối hợp với dáng người vốn đã rất thành thục của nàng, càng thêm phong tình. Tiểu thư, kiểu tóc này quả nhiên rất hợp với ngươi. Nhà tạo mẫu tóc đang xúc động, bạn trai ngài quá lợi hại, nếu hắn đến làm nhà tạo mẫu của chúng ta có thể sẽ phải thất nghiệp mất. Yên tâm đi, hắn sẽ không cướp công việc làm ăn của các ngươi đâu. A Cửu đứng lên, thật ra nàng cũng rất hài lòng với kiểu tóc này. Đúng vậy, với thân phận của ta sao có thể làm nhà tạo mẫu tóc cho người khác được chứ? Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng hắn có thể suy nghĩ đến việc làm tóc xoăn cho muội muội chân dài. Nhưng hình như muội muội chân dài không hợp với kiểu tóc xoăn. À, không đúng, sao hắn lại nhớ đến muội muội chân dài chuyên hố chồng mình chứ? Hạ Thiên lắc đầu, thuận tay ôm vòng eo mềm mại của A Cửu, cửu nha đầu. Làm tóc xong rồi, chúng ta đi thôi. Đây coi như là phí thiết kế đi. A Cửu tiện tay đưa 100 tệ cho nhà tạo mẫu tóc, sau đó đã bị Hạ Thiên ôm đi ra ngoài. Mà lúc này, trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút buồn bực, vốn muốn ở lại đây vài tiếng đồng hồ, để tên khốn Hạ Thiên này không gây chuyện, ai biết được bị Hạ Thiên nháo như vậy, kế hoạch của nàng đương nhiên thất bại luôn rồi. Nghĩ một lát,
A Cửu đưa ra quyết định, chúng ta đi mua sắm đi. Nghe nói nam nhân sợ nhất là mua sắm, tên khốn này cũng là nam nhân, rất có thể cũng không thích mua sắm, mà bây giờ nàng chỉ muốn làm những chuyện mà tên gia hỏa này không thích. Nhưng sau khi A Cửu đưa Hạ Thiên đến trung tâm thương mại thì nàng nhanh chóng phát hiện bản thân đã tính sai rồi. Hạ Thiên không hề ngại đi mua sắm chút nào, thậm chí còn tỏ ra rất nhiệt tình, không ngừng bảo nàng đi thử quần áo. Đương nhiên, những bộ quần áo này có vẻ trông không hợp lắm, ngay cả nội y cũng thế. Đều là loại rất gợi cảm. Cửu nha đầu, bộ quần áo đó ngươi mặc chắn chắn rất đẹp, ta mua cho ngươi. Thậm chí Hạ Thiên còn chủ động mua vài bộ quần áo cho A Cửu, mà chúng cũng không phải là loại quần áo đứng đắn gì. À, thật ra cũng mua được chiếc váy dạ hội hở lưng rất đẹp, nói chung cũng đoan trang. Tên khốn này mua quần áo cho ta nhưng lại quẹt thẻ của ta. Trong lòng A Cửu lại đang mắng Hạ Thiên, bản thân tên khốn này không có tiền mà lại quẹt thẻ tín dụng của nàng. Đương nhiên, A Cửu cũng không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, chỉ muốn mắng Hạ Thiên, tên gia hỏa này miệng thì nói tặng quần áo cho nàng, nhưng trên thực tế vốn chẳng có chút thành ý nào. Điều khiến A Cửu tức giận hơn là, tên gia hỏa này mua nhiều đồ như vậy, lại muốn nàng xách, còn nói cái gì mà nàng là nha hoàn, cho nên việc cần đến thể lực nên để nàng làm. Còn hắn hả, rảnh tay thì ôm eo nàng chứ gì nữa. Luôn cảm thấy có phải kiếp trước ta và tiểu thư đã giết cả nhà ngươi, nếu không thì sao kiếp này lại gặp phải tên khốn Hạ Thiên kỳ lạ này chứ. A Cửu đang nói thầm trong lòng. Cửu nha đầu, ngươi xem kìa, chiếc váy bên kia cũng không tệ, hay là ngươi đi thử xem. Lúc này, Hạ Thiên lại vừa ý một chiếc váy khác, muốn bảo A Cửu đi mặc thử cho hắn xem. Không thử, A Cửu tức giận nói, gần trưa rồi, không mua sắm nữa, chúng ta về đi. Vậy về biệt thự của ta sao? Hạ Thiên chớp mắt. Sao cũng được, A Cửu bằng bất cứ giá nào cũng được, nàng không muốn đi mua sắm nữa, tên khốn này lại có thể mua sắm nhiều hơn một nữ nhân là nàng. Được, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ôm A Cửu quay người. Một nhóm người đi tới trước mặt, người đứng đầu là một nam nhân trung niên, sắc mặt lạnh lùng, phía sau hắn là một đám người cao to vạm vỡ, trông có vẻ đều là vệ sĩ. A Cửu tiểu thư có vẻ rất hứng thú. Nam nhân trung niên dừng bước, nhìn A Cửu, trong giọng nói có mùi lạnh lẽo, có lẽ đang chúc mừng nhỉ. Mạc tiên sinh, có chuyện gì sao? A Cửu thản nhiên hỏi. Ồ, không có gì, chỉ là tình cờ gặp A Cửu tiểu thư nên lại đây chào hỏi thôi. Ánh mắt của nam nhân trung niên rơi trên người Hạ Thiên, vẫn hay nghe đồn A Cửu tiểu thư không kết hôn, xem ra chỉ là chưa gặp được chân mệnh thiên tử thôi, không biết có thể giới thiệu vị này cho ta được hay không? Không thể, Hạ Thiên lười biếng trả lời, dựa vào thân phận của ngươi không có tư cách biết tên ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết Mạc tiên sinh của chúng ta là ai không? Mau xin lỗi Mạc tiên sinh. Những vệ sĩ phía sau nam nhân trung niên quát mắng lũ lượt, trông rất tức giận. Được rồi, đều im miệng hết đi. Nam nhân trung niên khẽ quát một tiếng, đám vệ sĩ phía sau hắn lập tức yên lặng. Nhìn Hạ Thiên, ánh mắt của nam nhân trung niên lạnh lùng, xem ra thân phận của các hạ rất bất phàm, nhưng chuyện này cũng rất bình thường, dù sao nam nhân của A Cửu tiểu thư thì sao có thể là người bình thường chứ. A Cửu vốn muốn nói rằng Hạ Thiên không phải là nam nhân của nàng. Nhưng cuối cùng nàng cũng không nói ra lời này. Mạc tiên sinh, nếu ngươi không có chuyện gì thì chúng ta chuẩn bị về đây. A Cửu chậm rãi nói. A Cửu tiểu thư, không có chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói với vị y tiên tiểu thư kia rằng con trai của Mạc bất quý ta sẽ không chết vô ích đâu. Nam nhân trung niên nhìn A Cửu, nửa câu cuối gần như là gần ra từng từ một. Mạc tiên sinh, cái chết của con trai ngươi không liên quan gì đến tiểu thư nhà chúng ta. Trong giọng nói của A Cửu có một tia tức giận, hắn đã bị cô bạn gái siêu mẫu của hắn giết chết, người có vấn đề gì thì đi tìm bạn gái của hắn ấy. Con tiện nhân đó đã chết rồi, đương nhiên ta sẽ đào ra ba đời tổ tiên của ả, tính sổ với bọn hắn. Giọng nói của Mạc Bất Quý dần trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng đầu sỏ tội ác thực sự đã hại chết con trai ta, trong lòng A Cửu tiểu thư chắc còn rõ hơn chúng ta. Mạc tiên sinh. Nếu ngươi muốn trách tội chuyện này lên đầu tiểu thư nhà ta thì ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi tìm sai người rồi. A Cửu hiểu rõ ý của Mạc Bất Quý, mà điều này khiến nàng rất tức giận, chuyện này thì có liên quan gì đến tiểu thư nhà nàng chứ? Ta không tìm sai người, bản thân ta biết rất rõ. Mạc Bất Quý lạnh lùng nhìn A Cửu, Mạc Bất Quý ta có thể có địa vị như ngày hôm nay, không phải dựa vào suy đoán vô lý. Mạc tiên sinh, A Cửu còn muốn nói gì đó, nhưng eo lại bị siết chặt.
giọng nói của Hạ Thiên cũng đồng thời vang lên, cửu nha đầu, tên ngốc này chính là người cha ngốc của tên ngốc Mạc An Luân kia à. Đừng nói nhảm với hắn nữa, chúng ta về nhà đi. Ngươi nói ai ngốc hả? Mạc Bất Quý lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên là nói ngươi đó, con trai ngươi là đồ ngốc, ngươi cũng là đồ ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngốc. Hạ Thiên lười biếng nói, ngay cả điều này mà ngươi cũng không biết, không phải đồ ngốc thì là gì nữa. Được, được lắm, trong mắt Mạc Bất Quý lộ ra tức giận, nhưng rất nhanh đã kìm lại, tiểu tử, ta nhớ ngươi rồi. Mạc Bất Quý xoay người, chúng ta đi. Có lẽ sợ mình không kìm nén được tức giận, Mạc Bất Quý nhanh chóng xoay người rời đi, mà mấy tên vệ sĩ kia của hắn, thì đương nhiên cũng rời đi theo hắn. Ngươi có thể nói chuyện tử tế với người ta được không hả? Ngươi mở miệng không mang theo hai chữ ngu ngốc là không được sao? A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tức giận nói. Cửu nha đầu, không thể vì người ta ngu ngốc mà ngay cả tên của hắn cũng không gọi, ngươi làm như thế rất không tôn trọng người ta. Hạ Thiên cười nói, ta nói chuyện với kẻ ngốc đều sẽ gọi tên bọn hắn, tên của bọn hắn đều là đồ ngốc. A Cửu không phản bác được. A Cửu tiểu thư, sao trùng hợp vậy? Một giọng nói tình cờ truyền đến, lại có hai người đi tới trước mặt. Một đôi nam nữ đi tới, nam nhân trông rất bình thường, nữ nhân thì trông nổi bật hơn, đương nhiên, sự nổi bật của nữ nhân thật ra không phải vì nàng rất xinh đẹp, vì dung mạo của nữ nhân này cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không thể coi là rất đẹp, kém rất xa so với A Cửu. Nhưng nữ nhân này vẫn nổi bật hơn so với A Cửu, vì có dáng người rất cao, đi một đôi giày cao gót, có lẽ cao khoảng 1m9, mà nam nhân bên cạnh nàng thì khá thấp, thậm chí còn không đến 1m7. Hai người đứng cạnh nhau đương nhiên làm người khác chú ý. Lý tiên sinh, thật trùng hợp. A Cửu cười nhạt, xin lỗi, chúng ta đang chuẩn bị đi rồi, sẽ không làm phiền các ngươi. A Cửu rõ ràng không có ý định ở lại lâu, nghe nàng nói như vậy, Hạ Thiên đa chuẩn bị ôm nàng rời đi. A Cửu tiểu thư, vội vàng như vậy làm gì? Nam nhân thấp bé lập tức gọi A Cửu lại, chẳng lẽ ngươi đang chột dạ sao? Chột dạ? Cửu nha đầu, ngươi làm gì mà phải chột dạ thế? Hạ Thiên nhìn A Cửu, có chút ngạc nhiên, gia hỏa này là ai? Lý tiên sinh, ngươi không thấy là ngươi không hiểu gì sao? A Cửu nhìn nam nhân thấp bé, có chút khó chịu, ta chột dạ sao? Vì sao ta phải chột dạ? Ta với ngươi quen lắm sao? Ta nhớ chúng ta cũng chỉ mới gặp qua vài lần mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều ở nơi của bên thứ ba, từ trước tới giờ chưa từng gặp riêng. A Cửu tiểu thư, sao ngươi phải vội vàng tỏ ra không quen biết như vậy làm gì? Giọng của nam nhân thấp bé rõ ràng có ý giễu cợt, ngươi không thấy càng như vậy càng giấu đầu lòi đuôi sao? Thế nào, ngươi sợ bị nam nhân bên cạnh ngươi biết giữa chúng ta từng xảy ra chuyện sao? Cha, cửu nha đầu, ta thấy ngươi trông có vẻ chột dạ đấy. Hạ Thiên nghiêm túc nói, giữa ngươi và tên ngốc kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi từng đánh hay mắng hắn sao? Nếu ngươi từng đánh hắn, vậy thì đó là lỗi của ngươi. Sao lại là lỗi của ta? A Cửu cắn răng. Nàng hơi tức giận nhìn Hạ Thiên, tên khốn họ Lý kia nói bậy bạ cũng thôi đi, tên khốn Hạ Thiên lại còn giúp người ngoài. Không đúng, tên khốn này cũng là người ngoài. A Cửu đột nhiên phản ứng lại, suy nghĩ này của nàng không đúng lắm, sao nàng có thể coi tên khốn Hạ Thiên là người của mình chứ? Cửu nha đầu, chuyện đó đương nhiên là lỗi của ngươi rồi. Hạ Thiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sao ngươi không đánh chết tên kém thông minh này đi, nếu ngươi đánh chết hắn rồi thì bây giờ hắn đã không tới làm phiền chúng ta. Ngươi nói ai ngu ngốc hả? Nam nhân thấp bé kia lúc này cũng nổi giận, tiểu tử, ngươi cảm thấy dụ dỗ được nữ nhân như A Cửu rất giỏi sao? Trong mắt nàng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Đồ chơi cũng rất tốt mà, ta và cửu nha đầu thích ta chơi nàng, nàng chơi ta, chúng ta chơi với nhau, rất vui. Hạ Thiên chẳng hề quan tâm, tên ngốc như ngươi có phải muốn làm đồ chơi cho nàng hay không, kết quả nàng không muốn ngươi, cho nên ngươi mới thẹn quá hóa giận sao? Thật ra ngươi ngu ngốc như vậy, lại còn xấu như thế này, cửu nha đầu không thích ngươi là chuyện rất bình thường. Nói tới đây, Hạ Thiên lại bổ sung thêm một câu, ngươi nhìn ta này, ta đẹp trai như vậy, cửu nha đầu cũng rất thích ta. A Cửu có chút tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tên khốn này có chỗ nào đẹp trai chứ? Nàng rất thích hắn ở chỗ nào, còn cái gì gọi là chơi với nhau, nàng còn không nghĩ tới chuyện chơi với hắn. Nhưng tức giận thì tức giận. Trong lòng A Cửu dường như cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì nàng phát hiện, cuối cùng Hạ Thiên vẫn giúp nàng. Hơn nữa, thật ra chuyện Hạ Thiên nói cũng khá đúng, tên gia hỏa họ Lý này từng quen biết nàng trong một bữa tiệc. Sau đó,
hắn muốn theo đuổi nàng nhưng lại bị nàng từ chối thẳng thừng. Sau đó có một lần, tên gia hỏa này lại mượn rượu giả điên, muốn nhân cơ hội đó chiếm tiện nghi của nàng. Kết quả A Cửu trực tiếp đá bay tên này, không sai, là một cú đá chứ không phải là một cái tát vào mặt, nàng trực tiếp đá bay tên gia hỏa này, bởi vì lúc đó đông người, có thể cũng vì vậy mà bị tên họ Lý này coi đó là sự nhục nhã. Sau đó nhìn thấy nàng đi cùng một nam nhân, tên gia hỏa này bắt đầu nói bậy bạ. Đẹp trai, người thế này mà là đẹp trai sao? Nam nhân thấp bé cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía A Cửu, nói đến đây, A Cửu, khẩu vị của ngươi thật đặc biệt, chọn tới chọn lui, cuối cùng lại tìm một nam nhân như vậy sao? Ngươi nhìn nữ nhân của ta xem, không phải tốt hơn nam nhân ngươi tìm được sao? Ngu ngốc, cuối cùng, A Cửu không nhìn được nữa dùng câu cửa miệng của Hạ Thiên, người đó lại cảm thấy hắn tìm được một nữ nhân không tệ, sau đó còn khoe khoang trước mặt nàng. Tuy Hạ Thiên không phải là người tốt lành gì, nhưng người này tìm một nữ nhân chắn chắc sẽ là người mẫu, nói rằng tốt hơn Hạ Thiên, điều này thật ngu ngốc. Đúng vậy, ngu ngốc. Hạ Thiên cười nói, Cửu nha đầu, chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với kẻ ngốc sẽ bị lây bệnh đó, vốn dĩ ngươi đã hơi ngốc rồi, không cẩn thận sẽ càng ngốc hơn đó. Hạ Thiên không quan tâm A Cửu có đồng ý hay không, hắn đã ôm A Cửu rời đi, rõ ràng hắn không có hứng thú tranh cãi với loại người này. Hơn nữa, A Cửu cũng không phải là vợ hắn, loại người thế này càng không thể coi là tình địch. Mẹ nó, tiểu tử, người con mẹ nó đứng lại cho lão tử. Nam tử thấp bé kia nổi giận, lão tử không so đo với nữ nhân, nhưng ngươi là cái thứ gì? Ngươi nói ai ngu ngốc hả? Ngươi con mẹ nó chỉ là một tên ăn bám, còn dám kiêu ngạo cái gì trước mặt lão tử? Ăn bám. Mặc dù đến bây giờ, mọi người dường như vẫn rất coi thường việc ăn bám. Không phải sao? Ngay lập tức có ít nhất một chục người trong trung tâm thương mại đều đang nhìn về phía Hạ Thiên. Người này mà cũng có thể ăn bám sao? Phải đấy, trông cũng bình thường thôi. Vãi, ăn bám thế này thì ta cũng muốn, nàng thật xinh đẹp. Đúng vậy, thân hình cũng rất đẹp, ta muốn dán. Không đúng, người ta có thể có ưu thế trẻ tuổi, tiểu tử kia trông có vẻ chỉ mới 20 tuổi. Xem ra mỹ nữ kia thích gặm cỏ non. Đám đông vây xem lũ lượt tỏ ra hâm mộ với Hạ Thiên, đặc biệt là những nam nhân hận không thể thế chỗ hắn. Thậm chí có nữ nhân cũng muốn thay vào vị trí của Hạ Thiên. Ta có thể ăn bám, ngươi không ăn được, bởi vì ngươi xấu xí, hơn nữa ngươi còn là một tên ngốc. Hạ Thiên nhìn nam tử thấp bé, sao, ngươi không phục hả? Không phục thì ngươi có thể tới đánh ta này. Vẻ mặt của A Cửu hơi kỳ lạ, bởi vì lúc này nàng lại cảm thấy những lời mà tên khốn này nói nghe rất lọt tai. Người mới xấu, người mới ngu ngốc, lão tử có tiền, lão tử không cần ăn bám, lão tử muốn kiểu nữ nhân nào cũng có, người biết nàng là ai không? Nàng chính là một siêu mẫu, người có thể tìm được một nữ nhân như vậy sao? Nam nhân thấp bé ra oai kéo nữ nhân bên cạnh, thật ra là hắn nhón chân ôm. Vì sao lại có người ngu xuẩn như ngươi chứ? Hạ Thiên cảm thấy người này thật sự không thể cứu nổi nữa rồi, Cửu nha đầu nhà ta so với siêu mẫu gì đó của ngươi còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Sao ta phải đi tìm một nữ nhân xấu như vậy chứ? Mọi người cảm thấy Hạ Thiên nói có lý, cho dù người kia tìm được một siêu mẫu, nhưng bạn gái nhà người ta còn xinh đẹp hơn nhiều. Chỉ số thông minh của Lý đại thiếu ngươi quả thật vẫn không có chút tiến bộ. Lúc này, một giọng nói truyền đến, bạn gái ngươi chỉ là một người mẫu nho nhỏ mà thôi, nhưng vị A Cửu tiểu thư đây lại chính là chủ tịch của chuỗi bệnh viện Y Nhân Các. Tài sản đứng tên ít nhất cũng có mấy ngàn vạn, ngươi so sánh bạn gái ngươi với nàng có thấy xấu hổ không? Wow, có thật không? Mấy ngàn tỷ? Chủ tịch của Y Nhân Các? Chẳng lẽ nàng chính là vị Y Tiên tiểu thư kia sao? Không không, ta từng nhìn thấy Y Tiên còn xinh đẹp hơn nhiều. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một đôi nam nữ khác lại xuất hiện, đôi nam nữ này rất trẻ, cả hai đều là nam thanh nữ tú, trông rất xứng đôi. A Cửu tiểu thư, lại gặp nhau rồi. Nam tử anh Tuấn mỉm cười với A Cửu, sau đó đưa tay về phía Hạ Thiên, xin chào, ta là Trần Long, Trần trong Nhĩ Đông Trần, Long trong câu vọng tử thành Long, mong con hơn người tên rất bình thường nhưng hy vọng ta trở thành người không tầm thường. À, ta tên là Hạ Thiên, người thường mới bắt tay, ta không phải là người thường. Hạ Thiên thuận miệng nói, đã rất nhiều năm hắn không bắt tay nam nhân rồi. Ha ha, nói đúng. Vậy chúng ta không làm người thường. Trần Long thu tay lại, đây là vợ sắp cưới của ta, Hạ Nhã. Xin chào A Cửu tiểu thư. Hạ Nhã mỉm cười với A Cửu, nghe đại danh đã lâu,
không ngờ hôm nay sẽ gặp ngươi ở đây, ta rất vinh hạnh. Ta cũng rất vinh hạnh được gặp Hạ tiểu thư. A Cửu chủ động đưa tay ra, sau đó liếc Hạ Thiên một cái, đừng để ý đến lời nói bậy bạ của hắn, hắn chỉ không thích bắt tay với nam nhân mà thôi. Thì ra là thế, Hạ Nhã bắt tay A Cửu, đồng thời cười nhẹ, A Cửu tiểu thư, bạn trai của ngài rất có cá tính. Bọn hắn ở bên cạnh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mà vị Lý đại thiếu bên kia thì rốt cuộc không nhịn được nữa. Tên họ Trần kia, chuyện này con mẹ nó có liên quan gì đến ngươi? Lý đại thiếu thấp bé kia gào lên với Trần Long. Lý đại thiếu, đừng tự chuốc lấy nhục. Trần Long cười nhạt, chút bản lĩnh này của ngươi, thậm chí còn không bằng ta. Càng đừng nên khoe khoang trước mặt A Cửu tiểu thư và bạn của nàng, nếu không ta dám nói rằng, ngươi phải mất mặt rồi, không chỉ một chút như bây giờ đâu. Được, tên họ Trần kia, lão tử nhớ kỹ chuyện này. Lý đại thiếu thấp bé kia hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu tử, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Bây giờ lão tử cho Trần Long mặt mũi, tạm thời không so đo với ngươi, lần sau mà còn để ta thấy ngươi. Á! Hạ Thiên đá bay tên Lý đại thiếu lùn, đúng là ngu ngốc. Lý đại thiếu ngã mạnh trên đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi sao lại, bạn gái của Lý đại thiếu rất tức giận. Hạ Thiên ngắt lời nàng, mau mang tên ngốc kia cuốn xéo đi, nếu không ta sẽ nói ra chuyện ngươi và người khác tối hôm qua. Ngươi, sắc mặt của cô người mẫu kia trắng bệch, ngươi nói bậy. Tối hôm qua ngươi không chỉ làm một lần đâu nhỉ? Hạ Thiên lại nói một câu. Người mẫu đáng thương này cũng không dám nói gì nữa, vội vàng chạy qua chỗ Lý đại thiếu đang hôn mê bất tỉnh, sau đó ngồi xổm xuống cạnh hắn, bắt đầu gọi điện thoại. Mấy tên ngốc này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, sau đó quay đầu nhìn về phía A Cửu, Cửu nha đầu, chúng ta đi thôi, chỗ này nhiều tên ngu ngốc quá, chúng ta về nhà chơi đi. A Cửu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hạ Thiên, mà lúc này, vẻ mặt Trần Long và Hạ Nhã nhìn Hạ Thiên càng thêm kỳ lạ. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không nói ra bí mật của các ngươi đâu. Hạ Thiên nhìn hai người rồi lười biếng nói. Ngươi có thể nói ít đi một chút được không? A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tên gia hỏa này không phải lại định nói bậy gì đó nữa chứ. Nhưng nói thật, nàng thật sự có chút tò mò, chẳng lẽ tên khốn này cũng phát hiện ra bí mật gì đó giữa Trần Long và Hạ Nhã sao? À, Hạ tiên sinh, vậy phải cảm ơn ngươi đã mở miệng lưu tình. Lúc này, Trần Long mở miệng, thật ra con người luôn sẽ có bí mật, ta và Nhã Nhã có một vài bí mật cũng không có gì lạ. Không thể không nói, Trần Long đối đáp vẫn khá tốt. Chuyện đó, Hạ tiên sinh, cuối cùng ngươi nhìn ra được bí mật gì của ta vậy? Hạ Nhã cũng có chút tò mò, không bằng ngươi nói thẳng đi, ta thật sự rất tò mò, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra bí mật của chúng ta sao? Ngươi thật sự muốn ta nói sao? Hạ Thiên nhìn Hạ Nhã, có chút ngạc nhiên. Nói đi, ta rất muốn chứng minh một chút. Hạ Nhã tỏ ra khẳng định. Nhã Nhã, ngươi, Trần Long không nhịn được mở miệng, rõ ràng muốn khuyên nhủ Hạ Nhã phải thận trọng. Hắn cũng là người hiểu biết sâu rộng, biết có một số người có năng lực không tầm thường. Thêm nữa, hắn còn biết một cách có thể giả thần giả quỷ, đó là trước tiên phải điều tra tình hình của người khác. Sau đó giả vờ có thể nhìn thấy bí mật chỉ cần một cái liếc mắt, rất nhiều kẻ xấu cũng làm như vậy. Không sao, nếu Hạ tiên sinh thật sự biết bí mật của ta, vậy A Cửu tiểu thư chắc chắn cũng có thể biết. Hơn nữa, ta không sợ bí mật của ta bị ngươi biết, cho nên không sao đâu. Hạ Nhã hiển nhiên đã cân nhắc rõ ràng. Nhã Nhã, nếu ngươi đã nói như vậy thì, Hạ tiên sinh, ngươi nhìn ra được hai chúng ta có bí mật gì, thì cứ nói đi. Lúc này, Trần Long cũng mở miệng nói. Ồ, thật ra bí mật của các ngươi rất đơn giản, các ngươi trông thì có vẻ là một đôi, nhưng thật ra chỉ là giả vờ, hai người các ngươi có sở thích giống nhau, đều thích nữ nhân. Hạ Thiên lười biếng nói. Hả, A Cửu ngẩn người, sau đó nhìn Trần Long và Hạ Nhã, chuyện này sẽ không phải là thật chứ. Điều đấy có nghĩa là Trần Long có xu hướng tình dục bình thường, thích nữ nhân, còn Hạ Nhã lại không bình thường, lại thích nữ nhân. Chuyện đó, Hạ tiên sinh. Ta có thể hỏi một chút không, người dựa vào cái gì mà phán đoán ra như vậy? Hạ Nhã cũng ngẩn người, bí mật này của nàng, theo lý mà nói thì đúng là rất ít người biết. Ngay cả người nhà của nàng cũng không biết. Hạ tiên sinh, ta nói thẳng, ta có chút nghi ngờ ngươi đã điều tra ra từ trước. Trần Long nói thẳng, ta và các ngươi lại không quen, điều tra các ngươi để làm gì? Hạ Thiên có chút không vui, hơn nữa ta là thần y đệ nhất thiên hạ, ai thích nam nhân hay ai thích nữ nhân?
ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thần y giỏi nhất trên thế giới. Trần Long và Hạ Nhã cùng nhìn về phía A Cửu, người đứng trước mặt A Cửu tự xưng bản thân là thần y đệ nhất thiên hạ, không sợ bị đánh sao. Nhưng rất nhanh, hai người phát hiện ra, vẻ mặt của A Cửu rất bình thường. Hắn quả thật là thần y giỏi nhất thế giới. Cuối cùng A Cửu đã chứng minh điều đó cho Hạ Thiên, vì nàng biết Trần Long và Hạ Nhã đang hy vọng nàng nói chút gì đó. Nghĩ một chút, A Cửu dứt khoát còn bổ sung thêm một câu, luận về y thuật, hắn còn xuất sắc hơn một chút so với tiểu thư nhà chúng ta. Cửu nha đầu, ta rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều so với vợ y y. Hạ Thiên mở miệng nói. A Cửu cho Hạ Thiên một ánh mắt xem thường, tỏ ra không muốn nói chuyện. Trần Long và Hạ Nhã nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Vốn dĩ bọn hắn cũng không tin, nhưng A Cửu vừa nói như vậy, bọn hắn không thể không tin, dù sao mọi người đều biết A Cửu và Y Tiểu Âm có quan hệ mật thiết với nhau. Hơn nữa, từ trước tới nay, A Cửu chính là người bảo vệ Y Tiểu Âm nhất, nàng không thể nói dối những chuyện bất lợi với Y Tiểu Âm. Như vậy, điều đó có nghĩa là y thuật của Hạ Thiên quả thật còn cao hơn Y Tiểu Âm. Nhưng đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, không nói chỗ nào khác, ít nhất ở Vọng Cảng, về cơ bản, mọi người đều cho rằng, Y Tiểu Âm là bác sĩ giỏi nhất. Mà trên thực tế, cái tên Y Tiên này của Y Tiểu Âm đều được khắp nơi trên toàn cầu thừa nhận, cho dù ở nước ngoài, mọi người cũng rất coi trọng y thuật của Y Tiểu Âm. Vô số người đều cho rằng Y Tiểu Âm hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y. Dù Y Tiểu Âm thường nói rằng y thuật của nàng không phải giỏi nhất, nhưng mọi người đều cho rằng nàng chỉ đang khiêm tốn mà thôi. Nhưng hiện giờ, Trần Long và Hạ Nhã đều bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ Y Tiểu Âm không phải khiêm tốn, mà đang nói một sự thật. A Cửu tiểu thư, chúng ta có thể đến chỗ khác nói chuyện được không? Trần Long nhìn bốn phía, sau đó mở miệng nói. Ngừng lại một chút, Trần Long lại nói thêm, có một chuyện, ta rất muốn làm phiền A Cửu tiểu thư và Hạ tiên sinh, không, Hạ thần y, nhưng không tiện nói ở đây. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta tìm một chỗ ăn trưa, thuận tiện nói chuyện được không? A Cửu quay đầu nhìn Hạ Thiên, chuyện này nàng thật sự không thể làm chủ, nếu Hạ Thiên không đi thì nàng cũng không thể kéo hắn đi được. Cửu nha đầu, người đói chưa? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Ta còn chưa ăn sáng. A Cửu tức giận nói. Ồ, vậy được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hạ Thiên lập tức đưa ra quyết định. Vậy ta lập tức thu xếp ngay. Trần Long rất vui vẻ, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Không cần cố ý sắp xếp đâu, tìm một chỗ gần đây là được rồi. A Cửu vội vàng nói. A Cửu tiểu thư, đừng lo lắng, rất nhanh có thể thu xếp xong. Trần Long cười nói, sau đó điện thoại đã kết nối, là ta có hai vị khách rất quý, sẽ đến đó trong nửa tiếng nữa, các ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Trần Long nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ thần y, A Cửu tiểu thư, chỗ bên đó của ta sẽ chuẩn bị xong nhanh thôi. Bây giờ chúng ta tới đó đi. Xe của ta đang đậu ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Được rồi, đi thôi. Hạ Thiên đối với chuyện này cũng khá tùy ý. Bốn người nhanh chóng cùng đi vào thang máy, sau đó đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Xe của Trần Long trông cũng khá bình thường, là một chiếc Mercedes-Benz. Hạ thần y, A Cửu tiểu thư, mời lên xe. Trần Long và Hạ Nhã phối hợp rất tốt, mỗi người mở một cánh cửa xe. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, kéo A Cửu ngồi vào. A Cửu không nhịn được trừng mắt xem thường Hạ Thiên, tên khốn này lại chiếm tiện nghi của nàng, rõ ràng hai người có thể vào từ hai bên, hắn bắt vào từ một bên cũng thôi đi, còn ôm nàng từ trên đùi hắn đặt sang chỗ bên kia. Nhưng A Cửu cũng không nói gì, ngược lại trong mắt Trần Long và Hạ Nhã đều hiện lên một tia kỳ lạ. Hiển nhiên, lúc này bọn hắn càng xác nhận thêm mối quan hệ giữa Hạ Thiên và A Cửu không bình thường. Trần Long Hạ Nhã cũng nhanh chóng lên xe khởi động. Có lẽ chỉ khoảng 10 phút sau thì xe đã dừng lại trước cửa một nhà hàng. Tên của nhà hàng trông cũng khá bình thường, tên là nhà hàng Long Phượng, đầu năm nay, loại tên này có vẻ hơi cổ hủ. Nhưng trang trí bên trong nhà hàng lại không tầm thường, chỉ đơn giản dùng hai chữ xa hoa dường như cũng không đủ để hình dung sự cao cấp ở đây. Cũng may bất kể là Hạ Thiên hay A Cửu thì đều từng thấy nhiều hiểu rộng, đối với điều này hoàn toàn không chú ý. Mà bọn hắn dưới sự dẫn dắt của Trần Long cũng nhanh chóng bước vào một phòng riêng. Phòng khá lớn, trừ cái bàn ra thì chỉ còn một bộ sofa sang trọng, bên trong có hai nữ phục vụ xinh đẹp đã đợi sẵn. Long thiếu gia, Nhã tiểu thư, hai người phục vụ rất cung kính chào Trần Long và Hạ Nhã.
Hai vị này là Hạ Thần Y và Cửu Tiểu Thư. Trần Long giới thiệu một câu. Hạ Thần Y, Cửu Tiểu Thư, người phục vụ hơi cúi mình chào. Trần tiên sinh, không cần khách khí như vậy. A Cửu cười nhạt, thật ra chúng ta cũng không phải là người lịch sự. A Cửu tiểu thư, thật ra ta cũng hiểu chuyện này, đương nhiên nhân vật như ngươi và Hạ Thần Y sẽ không chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Trần Long mỉm cười, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ sự tôn trọng đối với các ngươi, bởi vì chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ thôi. Trần tiên sinh hà tất phải hạ mình như vậy, tập đoàn ẩm thực Long Phượng các ngươi, đều do ngươi một tay gây dựng nên. A Cửu cười nhạt, còn ta thì thật ra chỉ là nha hoàn của tiểu thư nhà chúng ta mà thôi. Đúng vậy. Cũng là nha hoàn của ta. Hạ Thiên thuận tay ôm A Cửu, ngồi xuống ghế sofa, ta nói rồi, các ngươi có thể bớt nói nhảm một chút hay không, trực tiếp nói chính sự đi, các ngươi có chuyện gì muốn cửu nha đầu nhà chúng ta giúp ngươi, bây giờ cứ nói thẳng đi. Ta không phải là nha hoàn của ngươi. A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại phát hiện căn bản vô dụng. Trong lòng nàng tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Tên khốn này, quả thật đã hoàn toàn coi nàng là nha hoàn. Muốn ôm thì ôm, trước mặt tiểu thư sao hắn không làm càn như vậy đi. Các ngươi đi ra ngoài trước, nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn ngon, sau đó đưa tới đây. Trần Long nhìn hai nhân viên phục vụ. Hai nhân viên phục vụ gật đầu, cùng nhau lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Trần Long và Hạ Nhã ngồi xuống đối diện Hạ Thiên, Hạ Nhã rót cho bốn người một ly trà đã pha sẵn. Sau đó, Trần Long mở miệng, A Cửu tiểu thư, thật ra hôm nay chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau. Nhưng vừa rồi Hạ Thần Y đã nhìn thấu bí mật của hai chúng ta, cho nên có chuyện này, chúng ta cũng dứt khoát muốn mời hai người các ngươi giúp đỡ. Nhìn Hạ Nhã một cái, Trần Long tiếp tục nói ta và Nhã Nhã đã đính hôn rồi, hơn nữa, hai chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn, đây là quyết định chung của hai gia đình chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. Chuyện này thật ra không công bằng với A Long, hắn rất bình thường, nhưng ta lại không bình thường. Hạ Nhã mở miệng nói, hơn nữa. A Long còn là con một trong nhà bọn hắn, chúng ta đã suy nghĩ về chuyện này và quyết định sẽ sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, sinh một đứa con của hai chúng ta. Vốn dĩ chúng ta muốn ra nước ngoài làm vì để giữ bí mật, nhưng trên thực tế, nước ngoài cũng không chắc có thể giữ được bí mật, bây giờ chúng ta muốn thực hiện thủ thuật này ở bệnh viện y nhân các. A Cửu tiểu thư, loại thủ thuật này rất đơn giản, bệnh viện các ngươi chắc chắn có thể làm được, mấu chốt là chúng ta muốn giữ bí mật. Trần Long nhìn A Cửu, ta nghĩ. Nếu các ngươi đã biết bí mật của chúng ta, vậy thì cứ để các ngươi giúp đỡ cũng là cách tốt nhất. Trần tiên sinh, Hạ tiểu thư, chuyện này cũng không khó, nếu các ngươi thật sự quyết định muốn làm thủ thuật này ở bệnh viện chúng ta thì ta sẽ sắp xếp. A Cửu mở miệng nói. Cửu nha đầu, loại thủ thuật này có gì đâu mà phải sắp xếp. Lúc này Hạ Thiên lại mở miệng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.